của chương trình thì gồm có 3 phần chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái cập nhật của HINA 2021 có điểm gì mới với sự chia sẻ của các chuyên gia. Thứ hai là phần ca lâm sàng và cuối cùng là phần thảo luận. Lưu ý là các thông tin được đề cập hoàn toàn dựa trên các hướng dẫn chính thức hiện hành từ các hiệp hội lâm sàng trên thế giới và từ Bộ Y tế Việt Nam, chỉ nhằm mục đích là cập nhật kiến thức y khoa. Vì vậy mà việc áp dụng nên được xem xét cân nhắc dựa trên tình hình thực tế tại cơ sở điều trị và điều kiện cụ thể của bệnh nhân trong bối cảnh hiện nay tại Việt Nam. Có nhiều nhóm thuốc được điều trị được đề cập trong các hướng dẫn này, vui lòng là chỉ tham khảo và tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng thuốc đã được phê duyệt tại Việt Nam. Và đầu tiên em xin mời cô Tuyết Lan sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái phần cập nhật của HINA 2021 ạ. Xin chào các dược sĩ và xin chào các bác sĩ và tất cả các bạn. GINA 2021 là một cái bản cập nhật. Thì như chúng ta đã biết, cái thay đổi lớn nhất của GINA là đã xảy ra từ năm 2019. Sau hai cái bài báo rất là quan trọng đăng ở trên New England Journal of Medicine. Và chúng ta nhớ rằng là sau cái năm 2019 thì đó là một cái bản revise, và 2020 cũng như 2021 là chỉ là một cái bản cập nhật thôi. Cho nên những cái thông tin cơ bản thì là chúng ta đã nói nhiều lần từ năm 2019 rồi. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại một chút về lịch sử của GINA. GINA là đã kết hợp ở giữa Viện Tim Phổi Huyết học Hoa Kỳ và WHO từ năm 1993 với mục đích là để tăng cường sự nhận thức về hen cho tất cả cộng đồng, bệnh nhân, nhân viên y tế, các cái giới chức của Bộ Y tế cũng giống như là trong cộng đồng. Và điều quan trọng nhất là để cải thiện cái việc phòng ngừa hen và xử trí hen. Và Gine thì luôn luôn muốn kết hợp cái lực lượng ở toàn cầu. Và một cái điều mà Gina luôn luôn nhấn mạnh là Gina là một cái tổ chức độc lập. Họ không có nhận tiền tài trợ của bất kỳ một công ty dược nào. Và họ cái nguồn tài lực của họ là bởi họ bán và họ cho phép những cái bài báo cáo và những cái hình ảnh của họ để được sử dụng, thì cái nguồn lực của họ là họ lấy từ đó. Và Gina thì luôn luôn nói rằng họ chỉ là một cái bản chiến lược thôi. Và cái bản chiến lược này thì dựa trên những chứng cứ hết sức là khe khắt. Họ phải dựa được trên những cái nghiên cứu randomized control trial được đăng trên các cái tờ báo lớn, ít nhất là hai cái nghiên cứu, và hầu hết là các cái nhà khoa học là đồng ý. Và bởi vì nó chỉ là chiến lược thôi, cho nên GINA cho phép là tất cả các nước có thể là điều chỉnh lại, sửa chữa lại để cho phù hợp với lại cái nguồn lực, cái hệ thống y tế của mình và cái thuốc men của mình có sẵn. Và mỗi một năm đó là cả trăm nước là họ sử dụng cái GINA này, họ download xuống khoảng 500.000 bản. Và họ lúc nào họ cũng làm tóm gọn lại thì họ sẽ cho mình rất là nhiều cái bản hướng dẫn theo từng bước và những cái bản khác để cho các bác sĩ có thể nhìn một cách nhanh chóng. Và Gina thì cập nhật hàng năm. Và như vậy đó thì mỗi một năm thì Gina họ sẽ xem xét lại tất cả những cái chứng cứ mới 2 năm một lần bởi các cái chuyên gia ở trong cái hội đồng khoa học của Gina. Cho nên là mình rất là sung sướng được có các cái chuyên gia trên thế giới họ xem xét các cái thông tin. Tại vì các bạn biết là thông tin thì nó có quá nhiều đi và mình cũng không thể biết được là cái nguồn gốc tin cậy, độ tin cậy và sự cái thay đổi nào thì mình nên áp dụng. Như vậy thì nếu mà các bạn quan tâm đến cái phương pháp nào mà Gina đã tập hợp các cái thông tin và đưa ra những cái lời khuyến cáo thì xin các bạn cập nhật trên cái trang web của www.ginasma.com About Us và Methodology. Đã.
Xin cho slide tiếp. Và cái khuyến cáo của năm 2021 là Gina đã dựa lên trên những cái bằng chứng randomized control trial, tức là những cái nghiên cứu mà ngẫu nhiên có đối chứng hoặc là real world evidence. Trong Gina 2021 thì các bạn sẽ lấy được và những cái phân tích hệ thống, trước đây thì mình gọi là meta analysis, là phân tích gộp, thì năm nay thì Gina nói là họ sẽ dùng cái chữ phân tích hệ thống. Và muốn mà Gina đưa ra khuyến cáo thì ít nhất phải có hai cái bản, hai cái bài báo về cái nghiên cứu randomized control trial được phê duyệt từ cơ quan quản lý cho các liệu pháp mới và cũng như sự đồng thuận của các cái chuyên gia hàng đầu. Và những cái khuyến cáo của Gina thì cũng dựa trên đặc điểm của bệnh nhân, trên hành vi của họ, tính tuân thủ của họ, sự ưa thích của họ, và cũng tính tới cái khả năng áp dụng vào thực tế lâm sàng và tính tới cái hệ thống y tế tính sẵn có của mỗi địa phương. Cho nên là ở Việt Nam thì hội hô hấp cùng với các hội khác thì cũng đã làm một cái bản về điều trị quản lý hen dựa trên Gina 2019 và đã được Bộ Y tế phát hành một cách chính thức. Xin qua slide tiếp. Và như vậy thì trong cái Gina 21 này thì các bạn có thể lên trang web ginasma.org. Các bạn có thể lấy được cái bản nguyên bản của Gina hơn 200 trang. Và họ cũng có một cái bản pocket guide nếu mà các bạn muốn bản tóm tắt. Và đối với những cái thông tin mới của Gina thì họ cũng cho một cái bộ slide để tổng kết những cái gì mới của Gina 2021. Mà một chút nữa đây tiến sĩ Lê Thị Thu Hương sẽ trình bày với các bạn. Chúng ta có điều trị hen người trưởng thành, trẻ vị thành niên, điều trị hen ở trẻ em 5 tuổi trở lên cũng như dưới 5 tuổi, và nói đến những cái thay đổi khác của Gina 2021 so với 2020. Xin qua tiếp. Xin các bác sĩ vui lòng đợi một chút, có sự trục trặc trong việc chuyển slide. Về điều trị hen ở người trưởng thành và trẻ vị thành niên thì chúng ta sẽ có cái định nghĩa về hen nhẹ và hen nặng. Thì hiện nay cái vấn đề chúng ta tập trung là vào cái hen nhẹ, bởi vì nó có nhiều cái khuyến cáo thay đổi về cái việc điều trị ở hen nhẹ này. Và trong cái việc điều trị hen đối với người trưởng thành và trẻ vị thành niên thì năm nay Gina 2021 là có một cái điểm mới, là trong cái điều trị hen họ chia ra làm hai con đường để mà nói rõ lên là cái mức độ ưu tiên, mức độ ưa thích của Gina đối với thuốc hen vừa điều trị phòng ngừa vừa giảm triệu chứng của ICS hoặc Moteron.
Và cái cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái thuốc giảm triệu chứng hay là thuốc cắt cơn là bằng Saba. Như thế tức là Gina nhấn mạnh cái ưu tiên của họ trong cái việc dùng ICS formoterol vừa ngừa cơn vừa cắt cơn hơn là Saba. Và điểm thứ hai nữa đó là năm nay thì Gina cũng đưa ra những cái thông tin mới về Dama. Ngoài cái chiêu thuật Yonpromide mà hôm giờ chúng ta đã biết qua nhiều năm, đưa ra những thông tin mới, đặc biệt là những cái nhiễm pháp bổ ba. Và azithromycin thì cũng đã được đưa ra từ năm ngoái rồi, nhưng mà năm nay thì họ sẽ nói rõ hơn về vai trò của azithromycin đối với những bệnh nhân hen nặng và giới thiệu các cái loại điều trị thuốc sinh học dựa trên eosinophil và máu. Thì tất cả những chi tiết này bác sĩ Lê Thị Thu Hương sẽ trình bày với các bạn. Dạ, cảm ơn cô Lan. Như vậy thì với các cái nội dung cập nhật của Vina thì xin phép mời cô chị Lê Thị Thu Hương sẽ có những cái chia sẻ cụ thể hơn. Thì đầu tiên là cái vấn đề là hen nhẹ hay là định nghĩa hen nhẹ như thế nào, có gì thay đổi? Được. Dạ, đầu tiên thì em cũng cảm ơn, xin chào quý đồng nghiệp, các thầy cô quý và quý đồng nghiệp. Em cũng cảm ơn phần giới thiệu của cô Thích Lan ạ. Sau đây thì tôi xin trình bày cập nhật mới nhất của điều trị hen, quản lý hen theo Gina, Gina 2021. Xin mời thêm qua slide mới ạ. Nó bị lỗi chị Hương, đợi tí xíu ạ. Về định nghĩa hen nhẹ thì Gina 2021 có định nghĩa hen nhẹ như sau. Đó là hen có thể được kiểm soát tốt với thuốc cắt cơn một mình hay là liều thấp ICS. Đây là cái định nghĩa hiện tại. Và trong những nghiên cứu thì hen nhẹ thường được hiểu là điều trị được thường được định nghĩa là điều trị với Saba một mình hay là liều thấp ICS. Và còn người thầy thuốc và người bệnh nhân thì thường hiểu với cái từ nhẹ có nghĩa là hen, có nghĩa là triệu chứng không có thường xuyên hoặc là triệu chứng nhẹ. Nhưng mà Gina thì định nghĩa là cụ thể hơn là hen có thể được kiểm soát tốt tốt với thuốc cắt cơn một mình hay là liều thấp ICS. Và trong Gina cũng không phân biệt thuật ngữ là hen gián đoạn hoặc là hen nhẹ dai dẳng. Dạ, xin cho slide tiếp ạ. Vì tình hình Covid cho nên ban đầu là dự kiến các báo cáo viên sẽ tới công ty AstraZeneca báo cáo, nhưng mà do tình hình rất là căng thẳng cho nên là ở tại nhà có thể là cái kỹ thuật nó không được như ý mình. Về hen nặng thì cũng có một cái định nghĩa là hen, để tránh nhầm lẫn cái hen nặng này, trong cái phần định nghĩa hen nặng cũng có một sự thay đổi. Người ta đã không có đưa vào, để tránh nhầm lẫn, người ta không đưa vào cái định nghĩa hen nặng, không có đưa vào các bậc điều trị Gina. Như chúng ta coi cái hướng dẫn của hen nặng 2020 á, thì người ta đưa cái bậc Gina bậc 4, bậc 5 cộng theo một số điều kiện nữa để là định nghĩa hen nặng hay hen khó chịu. Nhưng mà định nghĩa hen nặng 2021 thì người ta đã bỏ cái bậc Gina rồi, mà người ta lại định nghĩa là hen nặng, là hen mà chúng ta cần còn vẫn còn không có kiểm soát, mặc dù chúng ta đã tối ưu hóa cái điều trị với liều cao ICS, hoặc là bệnh nhân cần cái liều cao ICS la ba này để mà ngăn không bị mất kiểm soát, có nghĩa là lúc nào bệnh nhân cũng cần cái liều cao ICS la ba, mặc dù chúng ta đã điều trị như vậy rồi vẫn không được kiểm soát, hoặc là chúng ta bệnh nhân cần cái liều cao này để bệnh nhân vẫn phải giữ cái liều cao này ICS la ba để cho bệnh nhân không bị cái đợt bị không kiểm soát nữa. Nó đã khác với cái định nghĩa năm 2020. Dạ, xin mời slide tiếp ạ. Cái thay đổi về hen nặng là cũng khác biệt. Xin cho slide tiếp ạ. Dạ, có thể là do trục trặc kỹ thuật á, cho nên nó hơi 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 chậm tí xíu ạ. À.
Chúng ta thấy là hen nặng, sẵn chưa chuyển slide thì tôi nói luôn. Cái hen nặng thực sự là hen nặng nó chỉ chiếm 3,7% thôi. Còn 24% trước đây người ta coi là GINA bậc 4, bậc 5. Sau đó là hen khó trị là GINA bậc 4, bậc 5 kèm theo không kiểm soát triệu chứng. Còn hen nặng thực sự là GINA bậc 4, bậc 5 cộng thêm là sử dụng mà kiểm soát triệu chứng không, vẫn không kiểm soát triệu chứng mặc dù chúng ta đã làm hết những cái biện pháp ví dụ như khả năng tuân thủ của bệnh nhân tốt và tránh những yếu tố khởi phát. Thì bây giờ hen nặng người ta đưa bỏ cái GINA bậc 4, bậc 5 lên đi mà người ta đưa vào một cái định nghĩa đó là hen phải tăng cường điều trị thay thế cho cái cụm từ GINA bậc 4, bậc 5. Còn việc khởi trị trong GINA 2020 cũng khác với 2021, là đối với 2020 thì chúng ta khởi trị, cái đây cũng là một điểm mới GINA 2020 so với 2019. So với 2019 chúng ta biết là GINA người ta chỉ đưa vào các bậc điều trị thôi, nhưng mà GINA 2020 người ta đưa vào thêm là khởi trị thì như thế nào? Đây là một điểm mới của GINA 2020 so với 2019. Khởi trị của chúng ta sẽ dựa trên các triệu chứng, ví dụ triệu chứng bệnh nhân vào ban ngày, có triệu chứng ban đêm hay không, có ảnh hưởng tới chức năng phổi hay không, để từ đó chúng ta sẽ chọn lựa bước điều trị, bậc điều trị của bệnh nhân. Còn GINA 2020 lại khác với 2021 là người ta phân rõ hơn là với những cái triệu chứng như vậy thì chúng ta sẽ bước điều trị của chúng ta như thế nào, là sẽ tách biệt ra hai ô là con đường số 1 là được ưa chuộng hơn hay là con đường số 2 được ưa chuộng hơn. Thì người ta sẽ ưa chuộng con đường số 2, nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng thuốc kiểm soát hen cộng với một cái thuốc ngừa kiểm soát hen, có nghĩa là ngừa cơn hen đó, cộng với một thuốc cắt cơn hen được ưu tiên, mà trong đó như cô Lan cũng giới thiệu thuốc cắt cơn hen được ưu tiên đó là ICS, đó là budesonide formoterol. Dạ xin cho slide tiếp ạ. Thế còn cái này màu đỏ chúng ta thấy rõ hơn, có nghĩa là hồi trước một chọn lựa duy nhất nhưng bây giờ đã tách đôi ra để chúng ta có một cái nhìn rõ hơn cái nào ưu tiên, cái nào không ưu tiên trong cái khởi đầu điều trị của chúng ta. Dạ xin cho slide tiếp ạ. Ở đây GINA 2021 là con đường số 1 là track 1. Chúng ta sẽ sử dụng một cái thuốc kiểm soát hen cộng với chọn lựa ưu tiên trong cái cắt cơn hen. Và trong đây chọn lựa ưu tiên đó là ICS formoterol sử dụng làm thuốc giảm triệu chứng hay là cắt cơn hen. Đó là ICS formoterol so với SABA thì người ta đã nhiều nghiên cứu đã chứng minh là giảm đợt cực phát nặng nhiều hơn với mức độ kiểm soát hen tương đương. Con đường số 2 đó là chúng ta cũng sử dụng thuốc kiểm soát hen cộng với chọn lựa thay thế những cái thuốc điều trị để cắt cơn hen, đó là SABA. SABA khi chúng ta chọn con đường này là khi dùng trong trường hợp mà chúng ta không áp dụng được track 1, không áp dụng được con đường 1, bệnh nhân không ưa thích hoặc khi bệnh nhân không có đợt kịch phát. Nhưng chúng ta luôn luôn khi chúng ta chọn con đường số 2 này thì chúng ta luôn cân nhắc việc bệnh nhân có tuân thủ điều trị hay không. Bởi vì nếu bệnh nhân không tuân thủ điều trị mà chúng ta sử dụng việc chọn lựa thay thế là thuốc cắt cơn chỉ có SABA thôi thì vô hình chung bệnh nhân lại vào cái nhóm là bệnh nhân chỉ sử dụng SABA thôi và mà không sử dụng những thuốc ngừa cơn là ICS. Thì chúng ta luôn luôn cân nhắc khi chúng ta chọn lựa con đường số 2 này. Và trong cái từng track, trong cái từng con đường thì chúng ta có thể tăng giảm bậc điều trị trong từng con đường mà chúng ta đã chọn. Đã xin cho slide tiếp theo. Đó, chúng ta đã phân biệt được rồi ha. Có nghĩa là tách biệt ra rõ thuốc ngừa cơn cộng với một cái thuốc cắt cơn được ưu tiên. Thuốc cắt cơn được ưu tiên thì con đường số 1 là ICS formoterol. Con đường số 2 là chọn lựa thay thế là SABA không được ưu tiên bạc. Dạ xin cho slide tiếp theo ạ.
Ở đây là tôi nói tới cái sự điều trị con đường số 1, con đường số 2 trên người lớn, trẻ bệnh thành niên trên 12 tuổi. Xin cho slide tiếp theo. Ngoài ra cái thuốc ngoài ra cho xin cho slide tiếp theo thì nó rõ hơn những cái chọn lựa này, cái slide nó to hơn, chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Quý đồng nghiệp thông cảm. Đây, chúng ta có thể nhìn rõ hơn trong Gina 2021. Thì chúng ta thấy là chọn lựa của chúng ta cho con đường số 1 và con đường số 2. Xin lùi lại slide trước đi ạ. Xin quý đồng nghiệp thông cảm ạ. Thì chúng ta thấy là Gina 2021 ở đây chúng ta có một cái slide to hơn để chúng ta có thể nhìn rõ hơn những cái chọn lựa của chúng ta. Ở đây chúng ta chọn lựa con đường số 1 có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng thuốc điều trị duy trì và một cái thuốc giảm triệu chứng hay là thuốc cắt cơn. Thì chúng ta sẽ sử dụng ICS formoterol. Thì so sánh với SABA hồi nãy cũng tôi cũng có trình bày rồi là nó sẽ giảm đợt cấp. Giảm được đợt cấp, nguy cơ đợt cấp so với SABA sử dụng làm thuốc cắt cơn. Còn và ở đây nói rõ là con đường chúng ta ưu tiên đó là sử dụng ICS hoặc Moteron để là sử dụng làm thuốc cắt cơn hay là điều trị triệu chứng, giảm triệu chứng khi cần. Và ở đây chúng ta thấy là trong cái Gina này, Gina 2021 thì step 1, step 2 người ta gom chung vào. Nó khác với 2020 là step 1, step 2 chúng ta sẽ chia làm đôi. Trong đó là step 2, bậc 2 á thì chúng ta có hai chọn lựa. Đó là sử dụng ICS hoặc Moteron khi cần hoặc là chúng ta sử dụng liều thấp ICS hoặc Moteron, còn ở đây người ta gom lại là bậc 1, bậc 2. Trong cái chọn lựa ưu tiên của chúng ta là gom lại làm một. Còn các cấp bước điều trị khác thì hầu như là cũng rất ít thay đổi. Còn trong chọn lựa con đường số 2 á thì chúng ta sẽ cũng sẽ sử dụng một cái thuốc ngừa cơn, thuốc kiểm soát triệu chứng cộng với một cái thuốc giảm triệu chứng thay thế, đó là SABA. Ngoài ra chúng ta còn những cái chọn lựa khác. Ví dụ như ở bước 2 chúng ta có thể sử dụng với liều thấp ICS mỗi khi mà chúng ta sử dụng SABA. Nhưng mà cộng những con đường này là những cái chọn lựa này khác không ưu tiên bằng hai con đường chúng ta chọn lựa là bước 1 và bước 2. Và ở cái bước điều trị số 4 và số 5 đó là có những cái thay đổi điều trị. Và ở bước số 5, đặc biệt là bước số 5, điều trị số 5 chúng ta sẽ thêm một số thuốc như là ví dụ như là LAMA hoặc là chúng ta phải phân loại kiểu hình của bệnh nhân để có thể đánh giá điều trị những cái thuốc sinh học cho bệnh nhân nữa. Và thậm chí là chúng ta cần phải xem xét tới liều cao ICS và LAMA. Và còn cái chọn lựa thay thế ở bước số 5 này chúng ta có thể sử dụng thêm azithromycin, đó là chọn lựa thay thế đối với những cái thuốc kiểm soát hen, là chúng ta có thể thêm azithromycin hoặc là chúng ta có thể thêm kháng thụ thể leukotriene hoặc là liều thấp corticosteroid. Đương nhiên là những cái chọn lựa khác thì nó sẽ không được ưu tiên bằng hai con đường chúng ta đã chọn là con đường số 1 và con đường số 2. Xin qua slide tiếp theo ạ. Nhìn lại Gina thì thay đổi rất là nhiều từ những năm 1995 cho đến 2020 và hiện nay là 2021. Thì chúng ta biết rằng là do ngày càng hiểu biết hơn về quá trình bệnh lý của hen cho nên cái thay đổi của chúng ta sẽ nhiều hơn và ngày chúng ta càng nhiều bằng chứng hơn để có thể đưa ra những cái khuyến cáo trong Gina. Thì Gina từ năm 1995, 2005 thì trong những cái điều trị ngoài cái điều trị kiểm soát triệu chứng ngừa cơn, chúng ta nói ngắn gọn đó là ngừa cơn, thì chúng ta còn những cái thuốc điều trị là cắt cơn, mà từ năm 95 cho tới 2005 thì thuốc cắt cơn được ưu tiên thời điểm đó, đó là SABA được ưu tiên hơn, bởi vì SABA chúng ta biết rồi, những cái thuốc này cắt cơn rất là nhanh và rất là hiệu quả, và bệnh nhân khi sử dụng thì rất là thích bởi vì cắt cơn ngay lập tức. Thì thời điểm đó thì người ta sẽ sử dụng SABA làm thuốc cắt cơn cho bệnh nhân. Còn từ thời điểm năm 2006 trở đi thì sử dụng thuốc cắt cơn ở đây
thì chúng ta sẽ có thể sử dụng hoặc là SABA hoặc là ICF hoặc Moteron. Thì cả hai cái này được ưu tiên như nhau. Thời điểm đó chúng ta biết rằng liệu pháp SMART ấy, vừa ngừa cơn vừa cắt cơn trong một ống hít, thì chúng ta áp dụng từ thời điểm đó là từ 2006. Rồi sau này từ 2018, 2019, 2020 thì trong cái hướng dẫn của GINA cũng là một cái thay đổi rất lớn, đặc biệt là GINA 2019 người ta có một cái thay đổi rất lớn, đặc biệt là ở nhóm bệnh nhân hen nhẹ, là trong đó bắt buộc là bệnh nhân của chúng ta lúc nào cũng cần phải ICF. Trong khi đó những cái hướng dẫn khác thì bậc 1, thì hướng dẫn trước đó thì bậc 1 chúng ta có thể sử dụng SABA một mình. Nhưng mà hướng dẫn từ 2019 là một sự thay đổi rất lớn, đặc biệt GINA 2019 là người ta nhấn mạnh tới vấn đề là hen nhẹ. Và trong cái điều trị cắt cơn của GINA 2019, người ta cũng ưu tiên là ICF hoặc Moteron. 2019-2020 cũng đưa vào là ICF hoặc Moteron được ưu tiên, giống như hướng dẫn hiện nay của chúng ta đang sử dụng. Dạ, xin cô Lan có ý kiến gì thêm về vấn đề này không ạ? Dạ, cô ơi, cô mở mic lên ạ. Cô ơi, cô đang tắt mic ạ. Bác sĩ Hương nói vậy là cũng đầy đủ lắm rồi. Tôi chỉ xin bổ sung thêm đó là ngoài cái đường số 1 là được ưu tiên là ICS hoặc Moteron, đường số 2 là dùng ICS và SABA để cắt cơn. Thì ở phía dưới đó các bạn còn thấy có cái Montelukast nữa, cho nên là Montelukast là coi như là ưu tiên chót luôn. Và nó có một câu nữa là Gina nói là các bạn có thể chuyển đổi giữa cái đường số 1 và đường số 2. Và trong khi dùng đường số 1 và số 2 thì bác sĩ Hương đã nói rồi, chúng ta có thể lên bậc điều trị hoặc xuống bậc điều trị. À, rồi Hương, chắc tôi chỉ xin bổ sung như vậy thôi. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Dạ, cho xin slide tiếp theo ạ. Ở đây chúng ta nhìn lại một lần nữa là GINA 2020 để chúng ta thấy rằng nó khác với GINA 2021 ở điểm nào. Như hồi nãy tôi nói, những cái điều trị GINA, chúng ta để ý một cái chữ màu vàng là GINA 2020 người ta sẽ sử dụng là điều trị kiểm soát được ưu tiên và điều trị giảm triệu chứng được ưu tiên. Nhưng GINA 2021 người ta không sử dụng cái từ là điều trị kiểm soát được ưu tiên mà người ta chỉ sử dụng cái từ là điều trị giảm triệu chứng được ưu tiên. Chúng ta thấy là có cái từ tử như vậy. Và GINA 2020 chúng ta thấy là bước 1 và bước 2 là khác với GINA 2021, là GINA 2021 gom hai bước này. Trong cái điều trị ưu tiên của chúng ta gom hai bước này làm một trong cái track 1, con đường số 1. Nhưng mà GINA 2020 chúng ta thấy là người ta có tách rời ra là bước 1 là chỉ sử dụng điều trị kiểm soát được ưu tiên là ICF hoặc Moteron khi cần. Và những cái chọn lựa kiểm soát khác là liều thấp ICS khi cần mỗi khi chúng ta sử dụng SABA. Còn bước 2 của GINA 2020 thì chúng ta thấy là bước 2 là sử dụng liều thấp ICS và sử dụng liều thấp ICS, có nghĩa là bước 2 là chúng ta cần ICS rồi, hoặc là chúng ta có thể sử dụng khi cần liều thấp ICS hoặc Moteron. Cái này là chữ hoặc, có nghĩa là ngay bước 2 chúng ta có thể sử dụng ICS hoặc Moteron khi cần. Và những cái chọn lựa khác là ở phía dưới là leukotriene hoặc là liều thấp ICS. Và từ cái bước 3, bước 4 trở lên chúng ta nhớ đơn giản là bước 3 là liều thấp ICS là 3, bước 4 là liều trung bình và bước 5 là liều cao. Ngoài bước 5 ra đó là nhớ về vấn đề liều. Còn ngoài ra chúng ta sẽ bước 5 chúng ta sẽ phải thêm những cái điều trị khác và chúng ta phải xem xét tới những cái kiểu hình của bệnh nhân. Nhưng mà GINA 2020 thì thuốc chọn lựa ưu tiên người ta xếp ở phía dưới, chọn lựa cắt cơn được ưu tiên người ta xếp ở phía dưới và người ta để lẫn lộn như vậy, cho nên mình có thể mình đọc rất là khó hình dung. Nhưng GINA 2021 thì người ta đã làm rõ ra hai con đường cho chúng ta. Dạ xin mời slide tiếp theo ạ, xin cho slide tiếp theo ạ. Ở đây chúng ta biết là hướng dẫn của Bộ Y tế của chúng ta, cái này là có tính chất pháp lý, là hiện nay chúng ta sẽ sử dụng hướng dẫn của Bộ Y tế. Và hướng dẫn của Bộ Y tế về cơ bản dựa trên 2019, dựa trên GINA 2019, mà chúng ta biết GINA 2019 với 2020 thì cũng không có nhiều thay đổi.
GINA 2020 người ta đưa vào cái khởi trị của chúng ta dựa vào triệu chứng ngày, triệu chứng đêm và chức năng hấp. Còn GINA 2019 thì chúng ta không có cái phần đó, nhưng mà GINA 2019 và 2020 về cơ bản thì không khác nhiều. Và Bộ Y tế của chúng ta đang sử dụng phác đồ của Bộ Y tế mà chúng ta có thể dễ dàng tải từ trên mạng. Đây là cái vấn đề pháp lý chúng ta có thể sử dụng và nó cũng rất là hợp lý ngay cả đến bây giờ. Rất là cập nhật ngay cả đến bây giờ. À, chúng ta cái này là hướng dẫn bệnh nhân hen phế quản điều trị, chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Dạ, ở phần này cô có ý kiến gì thêm không ạ cô? Dạ cô ơi, cô mở mic giùm ạ. À, không không bác sĩ Hương. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Dạ xin cho slide tiếp theo ạ. À, một vấn đề nữa là trong điều trị với LAMA cộng với ICS LABA thì có lẽ là bác sĩ chúng ta cũng rất là nhiều bác sĩ chúng ta sử dụng cái phối hợp này rồi. À, trong GINA 2021 người ta nói rõ thêm và cái bước điều trị được ưu tiên là ở step 5 cho con đường số 1 và con đường số 2. Là ở bước 5 chúng ta có thể thêm thêm vào những cái điều trị hiện tại của chúng ta, ví dụ ICS liều cao cộng LABA. Ngoài ra ở bước 5 chúng ta sẽ ở hai con đường số 1 và con đường số 2, ở bước 5 chúng ta sẽ add on thêm, chúng ta sẽ bổ sung thêm LAMA. Và LAMA thì được thêm vào bệnh nhân đang điều trị ICS LABA nhưng không kiểm soát được hen. Và chúng ta có thể thêm LAMA riêng lẻ. Ở đây là thường chúng ta sẽ có tiotropium. Cái này là bác sĩ chúng ta cũng thường sử dụng cho những bệnh nhân là hen nặng. Nhưng mà lưu ý là bệnh nhân vẫn phải có cái nền ICS. Cái đó là chúng ta không thể bỏ được bởi vì bản chất là hen. Còn chúng ta có thể sử dụng bộ 3 luôn, ICS, LABA, LAMA trong một ống hít thì cho trên người 18 tuổi. Ở đây là hướng dẫn GINA 2021, nhưng mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì chưa có chế phẩm này. Mà đa số chúng ta sẽ sử dụng những cái phối hợp ICS, LABA riêng cộng với một cái LAMA riêng. Chúng ta cũng lưu ý là khi chúng ta thêm LAMA vào, nó sẽ cải thiện được chức năng phổi. Đó là bằng chứng A, có nghĩa là bằng chứng mạnh, nhưng mà không cải thiện triệu chứng. Nó sẽ khác với trong điều trị COPD. Điều trị COPD nó sẽ khác cái điểm này, có nghĩa là khi chúng ta điều trị bộ 3 nó sẽ vừa cải thiện được triệu chứng, cải thiện được đợt cấp cho bệnh nhân. Còn trong cái hen thì chúng ta khi chúng ta thêm LAMA vào nó sẽ cải thiện chức năng phổi. Và trong một số nghiên cứu thì khi chúng ta thêm LAMA vào nó sẽ kéo dài thời gian đến đợt cấp nặng mà cần ICS, có nghĩa kéo dài cái thời gian ổn định của bệnh nhân trước khi bệnh nhân vào đợt cấp. Mà bệnh nhân vào đợt cấp mà đợt cấp này cần sử dụng corticoid, đó là bằng chứng B. Và đương nhiên đối với bệnh nhân có đợt kịch phát thì cần đảm bảo là bệnh nhân phải đủ liều ICS, ít nhất là phải liều trung bình ICS LABA trước khi thêm LABA. Và ở những cơ sở có điều kiện thì ở này trong thực hành lâm sàng thì chúng ta biết rằng ở những cơ sở có điều kiện ta sẽ phải đánh giá rất kỹ trước khi chúng ta thêm LAMA để chúng ta xác định là bệnh nhân này thực sự có cần LAMA hay không. Mà tí xíu nữa có ca lâm sàng bác sĩ Chi sẽ trình bày là chúng ta phải đảm bảo bệnh nhân hen là phải có ICS rồi, ICS là 3 rồi, điều đó là không thể phủ định được. Dạ xin, ngoài ra chúng ta còn một cái, dạ xin quay lại slide tiếp theo, slide trước. Ngoài ra chúng ta để ý là cái vùng màu xám phía dưới á, cái màu xám phía dưới ở dưới đáy của cái slide, cái hình á, chúng ta thấy chúng ta cũng có thể thêm ở bước 4 LAMA hoặc là leukotriem. Đó là chọn lựa mà thay thế khác trong cái điều trị ngừa cơn của bệnh nhân. Nó sẽ khác với cái con đường số 1, con đường số 2 mà con đường số 3. Nói con đường số 3 thì dễ nhớ, nó là những cái chọn lựa thay thế khác cho cái thuốc ngừa cơn đó. Là chúng ta sẽ thêm vào, bổ sung thêm vào ngay từ bậc số 4. Ngay từ bậc số 4 chúng ta có thể bước số 4, điều trị số 4 ở cái chọn lựa thay thế chúng ta thêm LAMA hoặc là kháng thực thể leukotriem. Ở đây thì sẵn đang nói LAMA nhưng mà có cái slide này tôi nói luôn là ở bước số 5 chúng ta thấy là con đường thay thế, con đường số 5, con đường thay thế là cái
cuối cùng, cái phần cuối cùng á, thì chúng ta thấy ở bước số 5 người ta ngoài ra người ta còn thêm azithromycin nữa, hoặc là kháng thực thể leukotriene, hoặc là liều thấp corticosteroid. Nhưng mà phải xem xét khi chúng ta điều trị cái này thì rất sức là thận trọng, là chúng ta phải xem xét những cái tác dụng phụ. Đương nhiên đây là cái con đường thay thế, cho nên chúng ta có được, nếu mà đủ điều kiện thì chúng ta sẽ chọn lựa là con đường được ưu tiên là con đường số 1 hoặc con đường số 2 với thuốc phòng ngừa, hơn là chúng ta sẽ chọn lựa những chọn lựa khác. Và đương nhiên vẫn tùy từng đáp ứng của bệnh nhân nữa. Xin slide tiếp theo ạ. Ở đây một cái phần trong JNA 2021 đó là azithromycin. Trước đây chúng ta thấy là azithromycin được nói tới rất là nhiều trong điều trị COPD. Thì gần đây người ta cũng nói tới azithromycin dựa vào những bằng chứng hiện nay chúng ta có, là khi chúng ta điều trị azithromycin là đối với những bệnh nhân được sử dụng ICS liều cao mà vẫn còn nhiều triệu chứng, và chúng ta sẽ cân nhắc thêm azithromycin 3 lần một tuần, nó có thể cải thiện đợt cấp cho chúng ta, đợt kịch phát cho bệnh nhân. Nhưng chúng ta cũng lưu ý rằng khi chúng ta thêm azithromycin, đây là cái chọn lựa không ưu tiên, cho nên chúng ta phải hết sức cân nhắc chọn lựa, và chúng ta phải làm rất là kỹ đó. Chúng ta phải đo thính lực, là chúng ta bởi vì chúng ta sử dụng mà chúng ta sử dụng liều kéo dài, mà chúng ta sử dụng mặc dù không phải liều cao nhưng mà chúng ta sử dụng liều kéo dài, thời gian kéo dài người ta nói là ít nhất là khoảng 6 tháng, và chúng ta chỉ thấy được cái cải thiện khi mà chúng ta sử dụng này là 3 tháng. Chúng ta chỉ thấy được là ít nhất chúng ta sử dụng 3 tháng rồi và chúng ta điều trị ít nhất là 6 tháng, cho nên cái điều trị kéo dài đó chúng ta cần phải kiểm tra rất là kỹ, đặc biệt là bệnh nhân có vấn đề là đang nhiễm Mycobacteria hay không, điện tim, đặc biệt là cái vấn đề là QTc có kéo dài hay không, hoặc bệnh nhân đang sử dụng những cái thuốc mà nó có khả năng kéo dài thời gian QT hay không, và vấn đề đề kháng kháng sinh cũng như là vấn đề thính lực của bệnh nhân chúng ta cũng phải xem xét rất là kỹ trước khi chúng ta cân nhắc điều trị azithromycin cho bệnh nhân. Xin slide tiếp theo ạ. Một cái lưu ý nữa là chúng ta cân nhắc thuốc điều trị sinh học dựa trên bạch cầu ái quan trong máu. Dựa trên bạch cầu ái quan trong máu thì chúng ta biết là trong cái điều trị hen nặng thì rất là nhiều vấn đề chúng ta cần phải đánh giá trước khi chúng ta cân nhắc điều trị sinh học trên bệnh nhân. Và chúng ta cân nhắc điều trị thuốc sinh học trong điều trị hen nặng, chúng ta cần lặp lại cái tế bào ái quan trong máu. Có thể chúng ta cần phải lặp lại nhiều lần để chúng ta xác định là có thực sự tăng bạch cầu ái quan hay trong máu hay không, và có những cái điều trị nào nó ảnh hưởng tới cái điều trị của tới bạch cầu ái quan trong máu của bệnh nhân hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ đánh giá với kiểu hình mà viêm tăng TH2 á, có nghĩa là viêm mà có tăng bạch cầu ái quan trong máu, thì chúng ta phải đánh giá bạch cầu ái quan trong máu kèm những cái xét nghiệm khác, ví dụ như cái biomarker khác nữa, để chúng ta quyết định có thêm thêm cái thuốc sinh học hay không. Và bạch cầu ái toan trong máu thì đương nhiên là nó rất là dễ làm, chúng ta chỉ cần sử dụng một cái công thức máu ở đâu cũng có thể làm được để chúng ta đánh giá. Nhưng mà tuy nhiên tôi cũng nói lại một điểm nữa là ở những bệnh nhân hen nặng, hen mà cần phải điều trị phenotype thì đương nhiên là phải điều trị ở tuyến chuyên khoa rồi. Dạ, xin cho slide tiếp theo. Xin cho slide tiếp theo ạ. Ở đây chúng ta cũng lưu ý một cái lưu ý nữa của chúng ta là khi một cái lưu ý nữa của chúng ta là bạch cầu ái toan trong máu trong hen nặng nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái điều trị corticosteroid đường toàn thân của chúng ta nữa. Ở một nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng nghiên cứu này cũng rất là mới, 2020, chúng ta thấy là việc sử dụng mà corticosteroid dài hạn có thể ảnh hưởng đến thay đổi cái lượng bạch cầu ái toan trong máu, đặc biệt là sự thay đổi này nhiều nhất ở nhóm bạch cầu ái toan trong máu dưới 150. Chúng ta thấy tỷ lệ bệnh nhân khi người ta sử dụng bạch cầu ái sử dụng corticoid dài hạn thì sẽ cái tỷ lệ bệnh nhân có cái tỷ lệ bạch cầu ái toan trong máu cao, sẽ cao nhiều hơn, đặc biệt ở nhóm bạch cầu ái toan trong máu nền là dưới 150 bạch cầu ái toan.
cái hình màu tím mà so với cái hình màu xanh. Ở màu xanh có nghĩa là bệnh nhân không có sử dụng đặc cầu ác, không sử dụng corticoid. Màu tím là bệnh nhân có sử dụng corticoid, thì chúng ta thấy sự thay đổi này nó ảnh hưởng bởi những bệnh nhân mà có bạch cầu ác toan dưới 150 con. Dạ, xin cho slide tiếp theo. Tôi xin nói rõ hơn một chút xíu, xin phép bác sĩ Hương. Mình dùng cái hình ảnh hồi nãy là muốn nhấn mạnh đến cái vai trò của corticosteroid dạng uống đó, oral corticosteroid OCS. Dạ, xong rồi bác Hương. Dạ vâng, tại vì chúng ta thấy thường là trong cái này lâm sàng chúng ta cũng thường gặp. Hiện nay thì cũng ít ai mà sử dụng corticoid cho những bệnh nhân hen nặng đường uống á, thì cũng ít ai sử dụng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là trong những bệnh nhân vào đợt cấp á, hoặc là có những bệnh nhân tự điều trị với những cái thuốc tự điều trị, thì người ta có thể sử dụng corticoid dạng uống hoặc là chích, thì nó ảnh hưởng tới cái bạch cầu ái toan trong máu của chúng ta. Điều này chúng ta cân nhắc khi chúng ta sử dụng cái bạch cầu ái toan trong máu làm cái chỉ điểm để chúng ta điều trị cái thuốc sinh học, đúng không? Dạ, xin qua slide tiếp theo. Về COVID và hen phế quản thì từ 2019 chúng ta thấy là 2020 chúng ta thấy là cũng có một cái chương mới về COVID và hen phế quản, là một cái cập nhật vào thêm COVID và hen phế quản. Thì chúng ta thấy là COVID và hen phế quản là vấn đề rất là thời sự. Ngay tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đã phát hiện một số 36 ca mới nữa trong vòng có 2 ngày thôi. Và Gina thì đã đưa cái này vào, đó là một vấn đề rất là thời sự của thế giới. Và Gina cũng nhấn mạnh là bệnh nhân hen thì không có làm tăng nguy cơ tử vong do COVID. Và nguy cơ tử vong đương nhiên là ở nhóm bệnh nhân hen trong dân số chung, nhưng mà nguy cơ tử vong sẽ tăng ở bệnh nhân hen mà đang phải sử dụng corticosteroid đường toàn thân, đường uống. Và ở bệnh nhân mà trên 50 tuổi nhập viện do COVID thì tỷ lệ tử vong thấp hơn ở bệnh nhân hen đang dùng ICS so với bệnh nhân không có tình trạng bệnh lý hô hấp. Có nghĩa nếu cái vấn đề điều trị của chúng ta với ICS, bệnh nhân điều trị kiểm soát bệnh nền, có nghĩa là kiểm soát bệnh hen nền của bệnh nhân nếu mà tốt, thì nó sẽ không có tăng hơn so với những bệnh nhân mà có những cái bệnh lý hô hấp khác. Và khuyến cáo bệnh nhân của chúng ta sẽ tiếp tục điều trị duy trì, đặc biệt là các liệu pháp chứa ICS. Ở đây thì trong cái thời gian giãn cách xã hội thì cũng có một vấn đề nổi lên là nhiều bệnh nhân người ta không có dám đi khám nữa, và thay vì liên hệ với bác sĩ bằng những cái biện pháp như là telemedicine thì bệnh nhân chúng ta sợ quá không dám tới bệnh viện, cho nên là vẫn ngưng thuốc điều trị. Thì cái chuyện này cũng được Gina nhấn mạnh là khuyến cáo bệnh nhân của chúng ta vẫn tiếp tục những cái điều trị duy trì, và đặc biệt những cái điều trị duy trì mà có chứa corticoid là cái thuốc ngừa cơn, và đảm bảo tất cả những bệnh nhân của chúng ta đều có bản kế hoạch hành động. Đó là những điểm chính trong cái vấn đề mà Gina COVID và hen phế quản trong Gina 2020 cũng như 2021 người ta nhấn mạnh cái điểm này. Dạ, xin cho slide tiếp theo ạ. Ngoài ra có những cái thay đổi khác trong GDA 2021 là về mức độ bằng chứng, là có những nghiên cứu mà không ngẫu nhiên hoặc quan sát thì sẽ được phân loại là bằng chứng C. Còn cập nhật thêm về thời gian ngưng thuốc giãn phế quản trước khi đo hấp ký, đó là SAMA là phải trên 64 giờ, LAMA là trên 24 giờ và ULTRA LAMA là trên 36 giờ. Và thêm bằng chứng mới về sử dụng quá mức SABA có thể dẫn đến nguy cơ tử vong do hen. Cái điều này trong GINA 2020-2019 người ta có nhấn mạnh rồi, 2021 là thêm những cái bằng chứng mới nữa. Và thêm bằng chứng về cái việc vận động, tập thể dục thường xuyên ở bệnh nhân hen. Đã xin slide tiếp theo ạ. Để tóm tắt trong GINA 2021, vì thời gian có hạn nên có những vấn đề tôi trình bày cũng rất là nhanh, còn ca lâm sàng chúng ta cũng rất là hay và rất là thú vị.
và cần phải đầu tư nhiều công sức vào cái ca này. Thì tất những cái thay đổi trong JIDA 2021 về khởi trị, thì chúng ta có một cái sự thay đổi, đó là khởi trị ngoài như JIDA 20 là chúng ta dựa vào triệu chứng ngày, triệu chứng ban đêm, chức năng hấp để chúng ta chọn lựa điều trị ban đầu cho bệnh nhân. Thì JINA 2021 có thêm một cái nữa là thay vì chỉ có một chọn lựa thì chúng ta sẽ có hai cái chọn lựa, hai con đường chúng ta có thể chọn lựa. Và trong đó người ta cũng ưu tiên là ICS hoặc Moteron là cái thuốc cắt cơn. Và khi tiếp cận điều trị của bệnh nhân thì chúng ta cũng sẽ chia ra hai con đường. Đó là thuốc kiểm soát cộng với thuốc cắt cơn, thuốc giảm triệu chứng được ưa chuộng hơn, đó là ICS hoặc Moteron. Và một cái điều trị tiếp cận thứ hai là con đường số 2, cũng là thuốc kiểm soát hen cộng với thuốc ngừa, thuốc cắt cơn hay là thuốc giảm triệu chứng, đó là SABA khi cần. Và chúng ta sẽ ưu tiên con đường số 1, có nghĩa là ưu tiên ICS hoặc Moteron làm thuốc cắt cơn hơn là con đường số 2, đó là SABA làm thuốc cắt cơn. Về liệu pháp bộ 3 thì chúng ta có thể sử dụng liệu pháp bộ 3 ở bước 5 cho bệnh nhân ở con đường số 1 hoặc con đường số 2. Đối với những bệnh nhân đã sử dụng liều cao ICS rồi, ICS LABA rồi và điều trị cái mức điều trị số 5 rồi. Ở con đường số 1, con đường số 2, và chúng ta có thể điều trị bộ 3 ở cái chọn lựa kiểm soát hen mà khác là con đường cuối cùng, chúng ta cũng có thể phối hợp với bộ ba ICS LABA/LAMA. Và ngoài những cái ICS LABA riêng lẻ, ICS LABA cộng với LAMA riêng lẻ, chúng ta còn thêm một cái ICS LABA/LAMA trong một ống hít. Rồi việc điều trị thuốc sinh học là chúng ta có thể dựa vào bạch cầu ái toan trong máu để phân loại kiểu hình của bệnh nhân, và tế bào ái toan trong máu chúng ta phải kiểm tra, đánh giá kiểm tra lại. À, phần trình bày của tôi đến đây là hết. Chúng ta có thể qua cái cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn chị Hương và cô Lan đã có những cái chia sẻ hết sức là bổ ích về những cái cập nhật của GINA 2021. Thì tiếp theo em xin phép trình bày ca lâm sàng để mình có thể áp dụng thêm những cái kiến thức mới để giải quyết trên cái ca lâm sàng này như thế nào. Đây là một cái ca lâm sàng cũng khá là phức tạp, thì cũng xin thêm ý kiến của cô và chị Hương về các cái vấn đề mình cần giải quyết trong ca lâm sàng. Thì đây là một bệnh nhân nam 65 tuổi, cái thời điểm tiếp cận là 2018, nhà ở Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân này thì có cái tiền căn hen từ năm 8 tuổi và thường xuyên lên cơn khò khè khó thở. Tuy nhiên bệnh nhân này ngay từ ban đầu thì bệnh nhân không có được điều trị cái thuốc ngừa cơn, thuốc điều trị nền, mà bệnh nhân chỉ dùng thuốc cắt cơn, thuốc tác dụng ngắn khi lên cơn khó thở thôi. Và bệnh nhân này đến năm 2017 bệnh nhân mới được giới thiệu và bắt đầu được điều trị như là một ca hen thực sự. Và thời điểm này khi mà bệnh nhân được chẩn đoán lần đầu tiên năm 2017 thì được điều trị với budesonide hoặc moteron 164.5 và 2 hít nhân 2 một ngày và cắt cơn bằng một cái dạng phế quản tác dụng ngắn. Thời điểm này bệnh nhân đã được chẩn đoán hen và đã được đo hớt khí, tí xíu nữa em sẽ xin phép chiếu hô ký sau. Và lúc này đó thì bệnh nhân này có 4 tới 5 đợt cấp ngoại trú trong một năm qua, và bệnh nhân này chưa bao giờ lên cơn hen nặng mà phải đặt nội khí quản vì hen. Bệnh nhân này có một cái bệnh kèm theo, đó là một cái viêm mũi dị ứng, thì cũng đang được điều trị bằng một cái corticoid đường xịt mũi là fluticasone. Thì bệnh nhân này cái thời điểm chẩn đoán là năm 2017 đó, là trước khi mà bệnh nhân tái khám định kỳ này là 5 tháng, thì bệnh nhân được đo cái hô hấp ký thì thấy rằng là bệnh nhân có một cái tình trạng tắc nghẽn cả trước test giãn phế quản và sau test giãn phế quản là FEV1 trên FVC, trước test là 0.62 và sau test đó là 0.65, là vẫn còn tắc nghẽn cả trước test và sau test. Và FEV1 ở thời điểm này trước test là 51% và sau test là 55%, thì không có đáp ứng với thuốc giãn phế quản vì chỉ tăng lên được 7% và chưa đến 200 ml. Như vậy đây là một cái trường hợp là tắc nghẽn mức độ trung bình nặng theo ICS và không phục hồi cũng như là không đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Hỏi thêm về phần tiền căn đó thì bệnh nhân này ghi nhận một cái dị ứng rất là nhiều, dị ứng với thời tiết, thì dị ứng với lông chó, lông mèo và không hề hút thuốc lá. Bệnh nhân này các cái bệnh lý khác cũng được đánh giá để xem là có cái yếu tố nào góp phần hay không, thì bệnh nhân này hỏi ra không có lao, không có tiểu đường, không có bệnh lý trào ngược dạ thực quản, không có bệnh mạch vành.
Và bệnh nhân này á, để loại trừ những cái vấn đề mà khó thở do nguyên nhân khác hoặc là những cái bệnh lý khác thì cũng đã được khám tim mạch luôn và đã được siêu âm tim, làm mọi thứ cái tim mạch thì hầu như là mọi thứ đều không có cái gì mà đáng lo ngại cả. Và bệnh nhân này phát hiện tăng huyết áp 7 tháng trước lúc mà chẩn đoán hen, gia đình thì có mẹ và em gái bị hen. Bệnh nhân này khám 2018, mình tiếp cận thời điểm này là bệnh nhân đi tái khám định kỳ vì một cái bệnh hen của bệnh nhân. Thì mức độ kiểm soát sau khi mà bệnh nhân đã được điều trị bằng một cái ICF hoặc Motrin với liều trung bình như vậy và cái corticoid đường xịt mũi thì vẫn còn cái triệu chứng ban ngày là một hai lần một ngày, và mỗi lần lên cơn như vậy bệnh nhân đều phải dùng thuốc cắt cơn để giảm triệu chứng. Và bệnh nhân này có triệu chứng ban đêm, mỗi đêm như vậy là lên một cơn phải thức giấc và khó thở, khò khè là xịt thuốc. Rồi bệnh nhân này thì về giới hạn hoạt động thể lực á, thì bệnh nhân này là đi bộ nhanh vẫn còn khó thở. Khám thì thời điểm đó thì bệnh nhân khám tĩnh tiếp xúc tốt và huyết áp thì hơi cao 140 trên 90, nhiệt độ là 37, nhịp thở 20, SpO2 là 96% với khí trời. Và phổi thì lúc này nghe thấy vẫn còn ran rít, khi bệnh nhân cố gắng thở ra gắng sức thì vẫn còn cái tình trạng tắc nghẽn, cơ quan khác thì chưa ghi nhận bất thường. Bệnh nhân được chụp X-quang phổi để loại trừ một cái tình trạng nhiễm trùng cấp tính. Thì thấy là X-quang phổi không có cái tổn thương nào tiến triển và đã làm điện tim, siêu âm tim, mọi thứ đều bình thường. Như vậy ở thời điểm này thì bệnh nhân này được chẩn đoán và điều trị như thế nào? Thì tại thời điểm này bác sĩ lâm sàng chẩn đoán đây là một trường hợp hen không kiểm soát và có nguy cơ đợt cấp trong tương lai. Thì em xin phép ý kiến của chị Hương là đối với cái ca lâm sàng này thì ở thời điểm năm 2018 thì dựa vào những cái guideline hướng dẫn nào mà bác sĩ mình chẩn đoán được đây là một cái trường hợp hen không kiểm soát và có nguy cơ như vậy ạ? Thì chúng ta vừa bệnh nhân này đúng là quá nhiều thông tin để chúng ta có thể nhớ, không biết quý đồng nghiệp chúng ta có nhớ nổi không, nhưng mà đúng là quá nhiều thông tin trên một bệnh nhân hen mà cũng tuổi cũng khá khá rồi, sáu mươi mấy tuổi rồi, và cộng với nhiều cái bệnh đồng mắc. Thì ở thời điểm 2018 thì thực ra cái đánh giá kiểm soát hen cho tới hiện nay 2021 thì đánh giá kiểm soát hen của chúng ta cũng không có gì thay đổi, không có khác biệt nhiều lắm đó. Chúng ta phải đánh giá vừa kiểm soát triệu chứng của hen mà vừa phải đánh giá được cái nguy cơ trong tương lai của bệnh nhân. Thì về kiểm soát triệu chứng hen thì chúng ta phải đánh giá 4 tuần qua bệnh nhân có triệu chứng hen ban ngày hay không, trên 2 lần một tuần hay không, có thức giấc về đêm hay không, cần thuốc cắt cơn trên 2 lần một tuần hay không, và có hạn chế hoạt động do hen hay không. Thì nếu mà tất cả đều không là hen này được kiểm soát tốt, và chỉ một hai điều là kiểm soát một phần và ba tới bốn điều là không kiểm soát, thì chúng ta thấy rõ ràng bệnh nhân này là hầu như điểm nào cũng có, triệu chứng ban ngày cũng có, thức giấc về đêm cũng có, sử dụng thuốc cắt cơn cũng có, hạn chế hoạt động thể lực do hen cũng có luôn. Cho nên cái chẩn đoán ban đầu của bác sĩ của chúng ta là hen không kiểm soát là hoàn toàn hợp lý. Ngoài cái đánh giá vấn đề kiểm soát hen, ngoài đánh giá vấn đề kiểm soát triệu chứng, chúng ta còn phải xem bệnh nhân này có nguy cơ mà có thể dẫn đến những kết cục xấu hơn trong tương lai hay không. Và đặc biệt là đợt kịch phát, triệu chứng hen không kiểm soát là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với đợt kịch phát. Chúng ta cũng thấy rằng bệnh nhân mà rất là nhiều triệu chứng như ca này đó, rất là nhiều triệu chứng cũng là yếu tố nguy cơ rất là quan trọng đối với đợt kịch phát của bệnh nhân. Và ngoài ra bệnh nhân này cũng có nhiều những cái nguy cơ khác, ví dụ như là những cái thuốc đồng thời, có bệnh đồng mắc luôn. Bệnh nhân này cũng của chúng ta cũng có bệnh đồng mắc, là vừa viêm mũi dị ứng, rồi viêm mũi dị ứng rồi vừa tăng huyết áp nữa. Rồi tăng huyết áp thì cũng không biết đang điều trị thuốc gì. Rồi cũng có thể có những cái thuốc tăng huyết áp nó có thể ảnh hưởng tới hen của chúng ta nữa. Rồi bệnh nhân có phơi nhiễm nữa. Phơi nhiễm với ca này thì có dị ứng lông chó mèo, có dị ứng nhưng mà không biết có phơi nhiễm hay không. Rồi chức năng hấp của chúng ta cũng cũng không có tốt, và những xét nghiệm khác và thuốc sử dụng nữa, có rất là nhiều nguy cơ về đợt kịch phát trên bệnh nhân này, và giới hạn luồng khí nữa, giới hạn luồng khí và những cái thuốc sử dụng. Chúng ta căn cứ vào bệnh sử của bệnh nhân, thuốc sử dụng, phơi nhiễm, chức năng hấp, FEV1 của bệnh nhân này và bạch cầu ái toan nữa. Ngoài ra những cái tác dụng ngoại ý chúng ta phải đánh giá là những cái yếu tố như là thuốc hoàn thân hoặc thuốc tại chỗ. Đánh giá nguy cơ dẫn đến kết cục xấu chúng ta phải đánh giá là ba cái yếu tố chính quan trọng, đó là đợt kịch phát này, giới hạn luồng khí dai dẳng, là những cái tác dụng ngoại ý khi chúng ta sử dụng thuốc lâu dài cho bệnh nhân. Thì rõ ràng cái này chúng ta thấy là nguy cơ đợt kịch phát của bệnh nhân là rất nhiều,
và cho nên thời điểm đó bác sĩ đã chẩn đoán là hen không kiểm soát và có nguy cơ dẫn đến kết cục xấu, đặc biệt là kết cục đời thực phát của bệnh nhân này là hoàn toàn chính xác. Dạ em xin cảm ơn chị Hương ạ. Thì đúng là bác sĩ lâm sàng của mình đã chẩn đoán khá là chính xác. Như vậy thì bệnh nhân này được chẩn đoán là hen không kiểm soát triệu chứng và có nhiều yếu tố nguy cơ trong tương lai như là nguy cơ đợt cấp hay là nguy cơ tắc nghẽn đường thở cố định và đang điều trị ở bước thứ tư. Thì bệnh nhân này theo chúng ta thì mình nên xử trí bệnh nhân như thế nào khi một cái người mà đang điều trị với một cái ICS hoặc Motrin với liều trung bình như vậy mà vẫn chưa kiểm soát được triệu chứng, đồng thời cũng khá là nhiều đợt cấp, thì mình sẽ xử trí bệnh nhân này như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có lựa chọn để xử trí cho bệnh nhân, thì xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ cho ra một số cái lựa chọn để quý bác sĩ mình có thể cân nhắc suy nghĩ thêm là nếu mình thực tế thì mình sẽ làm bệnh nhân này như thế nào. Thì hiện tại chúng ta có khá là nhiều bác sĩ mình tham dự và cũng có đưa ra nhiều lựa chọn, thì trong đó đó thì trong đó đó đa phần đúng không rồi. Dạ, thì trong đó đa phần là 40% quý bác sĩ mình chọn là budesonide formoterol 2 hít nhân 2 sáng chiều và cộng hít thêm 1 hít khi khó thở, là giống như cái liệu pháp SMART mà mình đã đề cập, tức là đi theo cái con đường thứ nhất mà trong cái GINA 2021 ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà và tuy nhiên vẫn có những cái lựa chọn khác, ví dụ như là 22% quý bác sĩ mình cũng chọn là dùng một cái ICS khác, tức là ICS là fluticasone salmeterol sáng 2 nhát chiều 2 nhát và lại tiếp, và mình cũng tiếp tục duy trì cái SA-3 khi lên cơn khó thở, và 27% quý bác sĩ mình lựa chọn là duy trì cái ICS cũ là budesonide formoterol sáng 2 hít chiều 2 hít và SA-3 khi khó thở, có nghĩa là mình vẫn duy trì giống như cái điều trị hiện tại của bệnh nhân. Thì sao không qua được? Thì ở đây cái trường hợp mà khó như thế này, tức là mình đã đang xài ICS LABA liều trung bình rồi mà bệnh nhân này vẫn coi như là triệu chứng kiểm soát hen là không kiểm soát được và cũng còn nhiều đợt cấp như vậy, thì mình cần phải đánh giá gì thêm ở bệnh nhân này hay mình phải xử trí bệnh nhân tiếp theo như thế nào ạ? Cảm ơn. Cái ca này cũng khá là phức tạp như bác sĩ Chi trình bày á. Đúng là khi đánh giá một bệnh nhân hen không kiểm soát, mà đặc biệt là bệnh nhân này, trường hợp cụ thể là bệnh nhân này, chúng ta quá nhiều yếu tố để chúng ta, trước khi chúng ta quyết định là chúng ta chọn lựa điều trị gì tiếp theo cái điều trị của chúng ta thấy thấy là cái điều trị của bệnh nhân này cũng là ICS hoặc Motrin, thuốc của chúng ta cũng đã là cái liều là coi như là liều tối ưu rồi, nhưng mà bệnh nhân vẫn không kiểm soát, thì trước khi chúng ta quyết định chúng ta chọn lựa một cái điều trị khác, hoặc điều trị add-on thêm, hoặc điều trị thay đổi cái điều trị thuốc của bệnh nhân, thì chúng ta phải xác định là vấn đề những vấn đề chính sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải xác định là bệnh nhân này có đúng là chẩn đoán hen hay không, và có những nếu mà đúng hen rồi thì chúng ta phải có những cái chẩn đoán
hen, rồi có phân biệt nữa. Rồi chúng ta phải xác định những yếu tố nào góp phần làm triệu chứng bệnh nhân nặng hơn, như là những cái rối loạn đường hô hấp trên, hoặc là những cái nhiễm trùng đường hô hấp tái phát, hoặc là thậm chí là những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà chúng ta có thể chẩn đoán nhầm, xác định bệnh nhân này có đúng là hen hay không, và những cái chẩn đoán phân biệt cũng như là những yếu tố góp phần triệu chứng cho bệnh nhân. Và chúng ta phải đánh giá các bệnh đồng mắt, đặc biệt ở bệnh nhân này chúng ta thấy những cái bệnh đồng mắt trên bệnh nhân hen, thì những cái bệnh đồng mắt mà chúng ta thấy thường gặp nhất là viêm mũi dị ứng và trào ngược dạ dày thực quản. Trên bệnh nhân này thì chúng ta thấy là bệnh nhân có cái viêm mũi dị ứng, có tăng huyết áp, và BMI này thì không nói rõ, cho nên không biết bệnh nhân này có béo phì hay không, có ngưng thở khi ngủ hay không, có những cái vấn đề khác hay không, và bệnh nhân có viêm xoang mạn hay không, và rất là nhiều bệnh lý khác mà chúng ta cần đánh giá. Và đánh giá bệnh đồng mắt cũng như những cái thuốc của bệnh nhân đang sử dụng, ca này là có viêm mũi dị ứng là cũng đang được sử dụng rồi, đang được điều trị rồi, và ca này thì đúng là béo phì với OSA chúng ta chưa đánh giá, hoặc là vấn đề trầm cảm lo âu vân vân chúng ta chưa đánh giá, và bệnh nhân này cũng đang được bị tăng huyết áp nữa, đang sử dụng thuốc tăng huyết áp nữa, rồi không biết liệu trong cái điều trị tăng huyết áp của bệnh nhân có cái beta blocker hay không, chúng ta cũng không biết. Cái ca này là ca thực tế mà khi bác sĩ Chi chọn lựa chắc thông tin nó không có đủ cho bác sĩ Chi để làm. Và thực tế lâm sàng là có những ca là chúng ta thấy là bác sĩ khai thác thông tin không có đủ như vậy. Đó, ca thực tế là chúng ta phải đối diện, có nghĩa chúng ta phải hỏi hết những yếu tố đó. Rồi ngoài ra chúng ta phải kiểm tra kỹ thuật kích thuốc của bệnh nhân và tuân thủ thuốc của bệnh nhân nữa. Bệnh nhân này bác sĩ kê toa là như vậy, nhưng mà thực sự bệnh nhân hít có đúng hay không, hít có đủ hay không, bệnh nhân đang sử dụng cái dụng cụ là turbo inhaler, tôi nghĩ là như vậy. À, hiện nay gần đây mới có cái rapid inhaler, kỹ thuật hít của bệnh nhân như thế nào, rồi tuân thủ điều trị thuốc của bệnh nhân có đầy đủ hay không, đó là những vấn đề chúng ta phải đánh giá. Ngoài ra chúng ta phải đánh giá những cái yếu tố phơi nhiễm với môi trường dai dẳng, dị nguyên hoặc chất độc hại tại nhà hay nơi làm việc, đặc biệt là ca này lớn tuổi rồi, trên 60 tuổi, hen thì từ nhỏ nhưng trên 60 tuổi là cái yếu tố phơi nhiễm theo thời gian, chúng ta phải đánh giá hết sức là cẩn thận. Đó, chúng ta phải kiểm tra những vấn đề này trước khi chúng ta nói là bệnh nhân này không kiểm soát và chúng ta đã chuyển qua một cái liệu pháp điều trị khác, hoặc là thêm một cái liệu pháp điều trị khác. Đó là những vấn đề mà chúng ta phải cân nhắc. Còn bác sĩ chúng ta thì thông thường là bỏ qua cái giai đoạn này và cứ thấy điều trị thuốc này không ổn là chuyển qua thuốc khác. Thì cái câu này thì bác sĩ Chi cũng hơi dài chút, là có nghĩa là không điều trị ổn với liệu pháp này là chuyển qua liệu pháp khác luôn á, là bác sĩ Chi cũng hơi dài một tí. Đã xin qua slide tiếp theo ạ. Dạ, em cảm ơn chị Hương ạ. À. Mời chị Hương Đây, chia sẻ. chúng ta thấy là sau khi chúng ta mặc định đi, chúng ta mặc định ca này là đã kiểm soát hết những yếu tố kia rồi, vẫn chẩn đoán là hen đi, thì chúng ta ở thời điểm Gina 2018 thì bậc 4 chúng ta sẽ là liều trung bình tới liều cao. Và hiện nay thì nó thay đổi ở bậc 4 này rồi ha, thì nhận nói như vậy để quý đồng nghiệp mình cũng nhớ là bậc 4 hiện nay là liều trung bình. Còn Gina 2018 người ta cho phép liều trung bình hoặc cao, ICS là 3. Ngoài ra cái liệu xem xét những cái điều trị khác thì chúng ta có thể thêm tiotropium và liều trung bình hoặc cao ICS, hoặc là ICS là 3, hoặc là kháng thực thể leucotriene. Đó là cái điều trị của chúng ta. Dạ, em mời cô cho xin thêm ý kiến về cái ca lâm sàng này. Như chị Hương có chia sẻ thì mình đánh giá rất là nhiều thứ, và thực tế thì ca này là mỗi ca thực tế nên là cái thời điểm 2018 mình không quay ngày ngược lại được. Nhưng mà em cũng có gọi điện thoại trực tiếp cho bệnh nhân, nói chuyện với bệnh nhân và hỏi bệnh nhân, thì mình cũng đánh giá được một số bệnh đồng mắt thì hiện tại cũng chưa thấy nhiều, chỉ thấy được cái viêm mũi dị ứng là rất là rõ ràng của bệnh nhân thôi, và cái tăng huyết áp thì đang điều trị. Ngoài ra những cái bệnh lý khác thì có vẻ là chưa phát hiện ra. Thì có một cái vấn đề nữa là về phơi nhiễm và nghề nghiệp, như là chị Hương có chia sẻ đó, thì bác này là một thợ chụp hình thì bác cũng đi khá là nhiều nơi, nên nếu trong quá trình đi mà lỡ mà có tiếp xúc thêm cái gì đó thì mình cũng thật sự là khó nói. Nhưng mà bệnh nhân là một cái người thợ chụp hình, dạ, nuôi chó nuôi mèo thì không có nuôi, mặc dù khi mà mình hỏi thì bệnh nhân nó có dị ứng với lông chó mèo nên không có nuôi cái đó.
Dạ thì em mời cô chia sẻ thêm giúp em về cái ca lâm sàng này cũng như là cái thời điểm mà 2018 Nina ta đã đưa ra hướng dẫn như vậy, thì đối với bệnh nhân này mình có thể làm thêm điều gì cho bệnh nhân hơn không ạ? Tôi nghĩ là với cái ca này đó mình sẽ hỏi thêm là cái gì làm cho bệnh nhân lên cơn kịch phát. Tại vì thật sự ra nếu mà bệnh nhân xài ICS Laba, tức là lúc đó là xài Tubuhaler rồi đó, mà sáng 2 chiều 2 là cái liều như vậy là cũng cao rồi, lẽ ra là tốt lắm rồi. Cũng như bác sĩ Hương nói đó, các bạn thử thử coi, các bạn nhớ khi nào mình xài Tubuhaler thì nhớ thử với cái còi xem thử là bệnh nhân có đủ cái lực hít hay không. Và tôi cũng nghĩ một cái lý do mà làm cho bác sĩ lúc đó cho thêm Saba ở trên cái bệnh nhân này là có lẽ là sợ là bệnh nhân hít không nổi khi mà bệnh nhân lên cơn. Chứ còn kiểu mà SMAC đó là nó đã áp dụng từ năm 2006 rồi, 2016 rồi. Thành ra là theo ý tôi đó thì cái ca này rõ ràng là chưa có kiểm soát được, tại vì vẫn còn lên cơn như vậy. Mình sẽ hỏi lại cái gì làm cho bệnh nhân lên cơn. Cái điểm thứ hai nữa là kiểm tra lại xem bệnh nhân hút cái tubuhaler này có đủ sức để hút hay không. Và cái thứ ba nữa là coi bệnh nhân này có chích ngừa cúm hay chưa. À, vâng, xin hết. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Thì đối với ca lâm sàng này, thực tế ở thời điểm đó đó thì bác sĩ cũng đánh giá các cái kỹ thuật hết sực thì được đánh giá là hết tốt, thì đó là ghi nhận của mình trong hồ sơ ghi nhận lại là như vậy. Và bệnh nhân này sau khi bác sĩ đánh giá rằng là mọi thứ có vẻ như là không thể làm được gì hơn nữa rồi, thì bác sĩ mới bắt đầu tăng lên cái liệu pháp bộ ba. Trước đó thì về cái yếu tố khởi phát đó thì có hỏi bệnh nhân đó, thì bệnh nhân nói là một lần bệnh nhân có cái không khí lạnh, nó hít cái không khí lạnh này bệnh nhân sẽ lên cơn. Bệnh nhân này thì thường xuyên cái thời điểm đó là bệnh nhân thường xuyên là hay bay ra mắt, bệnh nhân là thợ chụp hình mà rất là thích ngắm phong cảnh cho nên là hay đi ra những cái vùng như vậy, thì một lần mà bệnh nhân tiếp xúc với không khí lạnh là sẽ lên cơn khó thở. Và bệnh nhân một lần lên cơn như vậy thì đi khám và được chẩn đoán là một cái cơn hen cỡ trung bình thôi, nên không có nhập viện và được điều trị cho các cái thuốc uống và về nhà, nên là lên cơn cũng lên cái đợt cấp hen cũng khá là nhiều, khoảng 4 năm đợt. Thì khi mà bác sĩ đã đánh giá hết mọi thứ như vậy thì bác sĩ lâm sàng lúc đó quyết định là tăng điều trị lần liệu pháp bộ ba. Lúc này là xài cái Budesonide Formoterol vẫn 2 hít nhân 2 và thêm cái tiotropium 2 hít áp sáng, vẫn duy trì thuốc xịt mũi cho bệnh nhân và thêm Montelukast 1 viên uống, tức là kháng thụ thể leukotriene, và vẫn vẫn duy trì cái Saba cắt cơn. Này là tình hình thực tế của bệnh nhân ở thời điểm đó. Thì sau khi mà bệnh nhân điều trị với cái liệu pháp bộ ba cộng với cái Montelukast như trên 2 tháng thì thấy là bệnh nhân có bắt đầu cải thiện triệu chứng, là không còn thức giấc về đêm nữa, và mỗi ngày vậy lên cơn cần dùng 2 nhát Saba và đi bộ nhanh được. Nhưng mà leo cầu thang thì chưa nổi. Trước đó thì đi bộ nhanh là khó thở, thì bây giờ thì đi bộ nhanh được rồi. Nhưng mà leo cầu thang thì vẫn còn khó thở, và trong 2 tháng đó thì chưa có ghi nhận nào được cấp thêm. Và mình thấy là cái triệu chứng người ta là có cải thiện, mặc dù là thuộc cái mức kiểm soát hoàn toàn thì vẫn là chưa có kiểm soát. Thì như vậy mình so sánh lại, bệnh nhân này trước đó đó được đo chức năng hô hấp ở cái thời điểm chẩn đoán là sau khi mà điều trị khoảng duy trì được 1 tháng đó, thì người ta đo chức năng hô hấp để thấy là cái FEV1 và FVC là có tắc nghẽn, và FEV1 sau test lúc này chỉ có 55% thôi. Thì đến năm 2017, sau khi bệnh nhân được điều trị liệu pháp bộ 3 2 tháng và điều trị Montelukast, được đo chức năng hấp lần nữa thì thấy là cái FEV1 ở cái thời điểm đó tăng lên là 79% sau test, trước test là 72%, và lúc này vẫn gọi là không đáp ứng thuốc giãn phế quản vì thay đổi có 10% và được 210 ml, nhờ thay đổi này có 10% thôi nên là lúc này vẫn được đánh giá là không đáp ứng thuốc giãn phế quản, tức là nó ngay ngấp nghé. Thì em xin cô chia sẻ thêm về cái chức năng hô hấp này, thì mình có hướng tới những cái khác hay không, hay là có cái gì thêm được cho bệnh nhân mình không ạ? So với cái hô hấp ký lần trước thì là thấy rõ ràng là cái FEV1 nó đã lên từ 55% lên được 79%, vậy là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà so với cái LLN 0.5 á thì là bệnh nhân vẫn còn tắc nghẽn, là vẫn chưa đạt được cái mức 0.5. Còn cái sự thay đổi này thì 10% thì mình cũng biết rồi, tại bệnh nhân là đang dùng đủ kiểu thuốc hết. Thành ra mình cũng không có kỳ vọng vào cái việc là bệnh nhân này phải tăng, phải có đáp ứng. Dù là chẩn đoán hen, nhưng dù gì đi nữa mình cũng đã thấy là có cải thiện. Và hồi nãy thì bác sĩ Chi có nói là mỗi lần mà hít không khí lạnh thì là lên cơn,
thì rõ ràng là đối với bệnh nhân hen của mình là như vậy, cái đường thở của họ là rất là nhạy cảm, cho nên mình sẽ bảo là giờ nếu mà muốn đi lên núi mà chơi như vậy thì phải bịt mũi theo khẩu trang rồi giữ ấm cho thiệt là cẩn thận. À, xin hết. Dạ em cảm ơn chia sẻ của cô. Thì đúng là cái ca này của mình nó thấy chức năng hấp cải thiện khá là nhiều, cho nên là mình cũng hướng nhiều lâm sàng. Lúc đó người ta vẫn nghĩ là hen thôi, nên hướng nhiều là chẩn đoán hen và tiếp tục điều trị duy trì như vậy. Thì cho đến hiện tại luôn thì bệnh nhân này được tái khám định kỳ hàng tháng hàng tháng, và ca này rất là tuân trị, tái khám hàng tháng rất là đều đặn, hầu như không có bỏ tái khám. Thì đến thời điểm hiện tại sau khi điều trị đến năm 2020 21 thì triệu chứng như vậy nó vẫn duy trì và nó không hề cải thiện thêm, tức là vẫn còn mỗi ngày lên cơn, cần dùng Sapa để cách cơn nhưng mà lên ít thôi, khoảng 1 cơn 1 ngày thôi, và không có thức giấc về lên da hen, và cũng chưa có đi bộ nhanh, chưa có leo cầu thang được mặc dù đã đi bộ nhanh được. Như vậy thì mình thấy là sau khi mình điều trị duy trì như trên, thì thêm cái nữa là cả năm nay thì không có thấy đợt cấp nữa, thì bệnh nhân này cũng được tư vấn khá là kỹ, được hù khá là nhiều ông, mà ông có tự ý mua thuốc hoài là sẽ không có được đâu. Thế là một lần bệnh nhân mà không dám mua thuốc ngoài, bệnh nhân muốn gì là bệnh nhân cứ đi khám là để xin thuốc, để coi thuốc như thế nào. Nên ca này thực sự là không có một cái đợt cấp nào được ghi nhận trong một năm nay. Thì theo mình thấy là điều trị với liệu pháp bộ ba triệu chứng nó cải thiện tới mức đó thôi. Thì đo chức năng hấp thì như thế nào? Thì chức năng hô hấp 2020-21 thì mỗi năm bệnh nhân được đo chức năng hấp một lần, thì thấy là chức năng hấp nó không thể cải thiện hơn được nữa. FEV1 lúc này trước sau test chỉ có 75% thôi, và vẫn còn tắc nghẽn FEV1 trên SVC vẫn là 0.57. Thì chức năng hấp không cải thiện thêm, triệu chứng cũng không cải thiện thêm, thì như vậy thì theo quý bác sĩ mình ở đây đánh giá thì bước tiếp theo mình nên xử trí bệnh nhân này như thế nào, vì mình kỳ vọng rằng là mình sẽ kiểm soát hơn được cái triệu chứng của bệnh nhân, mặc dù cái đợt cấp là đã ok rồi nhưng mà cái triệu chứng thì mình chưa có làm tốt hơn được nữa. Như vậy thì mình sẽ làm sao để bệnh nhân kiểm soát triệu chứng tốt hơn được nữa hay không, thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn như trên nè. Dạ, xin cảm ơn quý bác sĩ mình đã dành thời gian để trả lời cái câu hỏi này. Thì hiện tại thì mình thấy ở đây là có 46% quý bác sĩ mình muốn là kiểm tra thêm là bệnh nhân mình có bệnh đồng mắt gì hay không, và là chiếm tỷ lệ cao nhất là 46%. Sau đó là đến một số bác sĩ thì chọn cái liệu pháp là duy trì tiếp tục cái liệu pháp bộ ba và chấp nhận cái mức kiểm soát như vậy thôi. Và phần còn lại là thêm điều trị khác và làm thêm các cận lâm sàng khác. Thì em xin ý kiến của chị Hương về ca lâm sàng này, thì với những cái thông tin mà mình đã có tới thời điểm hiện tại thì mình nên làm gì cho bệnh nhân ở thời điểm 2021 như hiện nay ạ? À? Cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Chi, và cũng cảm ơn luôn phần chọn lựa của đồng nghiệp của chúng ta, quý đồng nghiệp. Là bốn cái chọn lựa chỉ có kiểm tra bệnh đồng mắt là nhiều nhất, tuy nhiên những cái chọn lựa khác vẫn không phải là không có lý. Có nghĩa đây là một câu hỏi nhiều chọn lựa, miễn sao là mình có thể giải thích được tại sao mà mình phải phải mình chọn lựa như vậy. Ví dụ làm thêm cận lâm sàng khác tôi thấy cũng hoàn toàn hợp lý trên ca này, đặc biệt khi ca này chúng ta điều trị như vậy mà bệnh nhân các chuyện mà giới hạn luồng khí dai dẳng bệnh nhân vẫn còn,
giới hạn luồng khí nha giảm của chúng ta vẫn còn, có nghĩa là FEV1 không bao giờ vượt quá được là 0,7%, và đặc biệt ở bệnh nhân hen người ta lấy cái chỉ số này cao hơn, lúc nào cũng 0,5 mấy, 0,6 mươi mấy, tôi nhớ là như vậy. Và cái duy trì liệu pháp bộ 3 thì cũng có lý luôn, có nghĩa duy trì liệu pháp bộ 3 khi chúng ta đã sử dụng ở đây, nếu mà chúng ta nói về cái bước điều trị ở thời điểm 2021 thì đó là bước 5 hoặc là bước 4 trong cái chọn lựa cuối cùng của chúng ta, thì chúng ta thấy là cái duy trì liệu pháp bộ 3 cũng không phải là không có lý. Và chúng ta thấy rõ ràng trên ca này khi chúng ta phối hợp thêm tiotropium thì bệnh nhân có cải thiện về đợt cấp, bệnh nhân không có đợt cấp phải nhập viện nữa, trong khi trước đó là bệnh nhân cứ 4 5 lần nhập viện trong một năm, thì rõ ràng nó đã có cải thiện. Và chức năng hô hấp ở thời điểm 2017 2018 chúng ta thấy là có cải thiện như cái slide hồi nãy, nhưng mà sau gần sau đây thì lại không cải thiện nữa, thì cái chọn lựa này vẫn có cái lý của nó. Và thêm điều trị khác, thêm điều trị khác thì cũng có lý, nếu mà bác sĩ mình giả định mình đã kiểm soát được tất cả những cái vấn đề khác, vấn đề về điều trị chẩn đoán của bệnh nhân hen đơn thuần hay hen còn có yếu tố là làm tắc nghẽn đường dẫn khí nào khác nữa hay không, hay là vừa hen vừa CVD, là thêm điều trị khác cho ca này. Nếu mà giả định chúng ta đã loại trừ được hết những yếu tố khác rồi, đã kiểm tra được kỹ năng sử dụng thuốc rồi, tránh yếu tố khởi phát vân 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 vân, mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng nhiều như vậy thì chúng ta thêm điều trị khác cũng là một cái chọn lựa hợp lý. Và kiểm tra bệnh đồng mắt thì luôn luôn chúng ta phải kiểm tra bệnh đồng mắt, bệnh nhân có bệnh đồng mắt hay không, và bệnh đồng mắt này đã được điều trị tối ưu hay không, và những cái thuốc điều trị bệnh đồng mắt này có ảnh hưởng tới cái kiểm soát hen của bệnh nhân hay không, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ và chúng ta phải luôn luôn kiểm soát. Và không phải chúng ta kiểm tra ban đầu là chúng ta thấy chúng ta đã kiểm soát được hết, mà luôn luôn trong quá trình điều trị của bệnh nhân chúng ta phải kiểm tra đi kiểm tra lại chuyện bệnh động mạch, cũng như kỹ thuật hít của bệnh nhân, cũng như là khả năng tuân thủ thuốc của bệnh nhân, là cứ kiểm tra đi kiểm tra lại. Cho nên bốn chọn lựa của đồng nghiệp chúng ta, của quý đồng nghiệp chúng ta, tôi thấy cũng đều hợp lý hết. Nói chung là ca này chúng ta phải là làm thêm rất là nhiều những cái động tác, và thậm chí là chúng ta vẫn có thể làm những cái cận lâm sàng khác cho bệnh nhân. Dạ, em xin ý kiến của cô nữa ạ. Anh nghe ở trong cái chương trình phòng ngừa và giáo dục hen của Hoa Kỳ năm 2020, mà tôi tính là trình bày ở trong cái ngày hen toàn cầu như bây giờ là không được rồi, thì họ nói rằng là nếu mà một bệnh nhân của mình đang xài ICS LABA, là bất kỳ loại nào dù cho là salmeterol hay là phenobarbital cộng với SABA cắt cơn mà vẫn không duy trì được, thì chúng ta nên đổi qua cái nghiệm pháp SMAC, cái NEP đó, National Asthma Education and Prevention Program đó, họ không có dùng MAC đâu, họ dùng luôn SMAC, tức là Single Inhaler for Maintenance and Reliever Therapy. Như thế thì nếu mà gặp bệnh nhân này thì tôi sẽ cho họ đổi qua SMAC, tức là sáng 2, chiều 2 với ICS cộng formoterol, và nếu lên cơn thì sẽ dùng luôn ICS formoterol thay vì để cho bệnh nhân xài cái SABA như hiện tại. Thì trước đây thật sự ra đó, khi mà còn cái tube inhaler đó thì tôi cũng rất là ngần ngại khi cho bệnh nhân dùng tube inhaler để mà cắt cơn. Nhưng mà bây giờ là mình đã có cái dạng rapid inhaler rồi, một cái dạng MDI rồi, thì như thế bệnh nhân cắt lên cơn thì dù cho có nặng cỡ nào đi nữa thì cũng vẫn có thể sử dụng được MDI. Thành ra theo ý của tôi đó thì tôi sẽ một cái điều trị khác, không có thêm nhưng mà đổi, tức là ICS phenobarbital dùng theo kiểu SMART sáng 2 chiều 2 và khi cần. Dạ, xin hết. Dạ, em cảm ơn chị Hương với cảm ơn cô rất là nhiều vì có những cái chia sẻ rất là bổ ích. Thì ở trên ca này theo khuyến cáo của Vina 2021 thì nhờ chị Hương chia sẻ thêm là đối với ngày 2021 như vậy thì mình có thêm gì khác nữa hay không à? Ở ca này mình đã điều trị tích cực 4 rồi,
Có nghĩa là hiện nay mình đang điều trị là ICS phosphoterol, trước đây là coi là bậc 4 đó. ICS phosphoterol chỉ cần. Nhưng mà ca này hiện nay mình đang điều trị theo kiểu là ICS ở track 2 đó. Nếu mà mình suy diễn ra 2021, ở thời điểm 2021 mình nhìn lại quá khứ và mình đánh giá ở giai đoạn này đó, thì bệnh nhân này đang sử dụng ICS la 3 liều trung bình, liều cao và SABA khi cần. Thì chúng ta cũng như gợi ý của cô Lan, chúng ta ngoài chúng ta thêm cái LAMA cho cái điều trị duy trì khác cả hai track, thì chúng ta cũng có thể xem xét với cái track 1 là ICS hoặc Moteron là liệu pháp và vừa người cơn vừa cắt cơn, và thêm luôn cho bệnh nhân những cái kiểm soát cái tình trạng viêm của bệnh nhân. Ca này chắc là chúng ta cũng sẽ phải đánh giá thêm cái tình trạng viêm của bệnh nhân là viêm kiểu hình nào. Bệnh nhân này vừa có hen thì tiền căn từ nhỏ thì đã rõ rồi, nhưng mà trong quá trình lớn lên rồi rất là nhiều những cái yếu tố khác nữa thì nó có thể làm cho bệnh nhân có một cái tắc nghẽn đường dẫn khí mà hầu như là cũng không có trở lại bình thường được. Thì chúng ta phải đánh giá thêm một số cái cận lâm sàng khác nữa. Thì nếu mà trường hợp viêm mà theo hướng thứ hai thì đúng là khi chúng ta sử dụng cái liệu pháp ICS hoặc Moteron khi cần để thêm những cái điều trị viêm cho bệnh nhân, thì đó là kinh nghiệm lâm sàng riêng của tôi thôi, thì rất là tốt cho bệnh nhân. Và thực tế tôi cũng có một ca, thực ra ca này là hen dị ứng nặng luôn á, nhưng mà bệnh nhân không có điều kiện để bệnh nhân sử dụng được cái thuốc sinh học, không có điều kiện để sử dụng thuốc sinh học mặc dù mình đã sử dụng ICS hoặc Moteron liều cao rồi. Bệnh nhân không có điều kiện, mà khi bệnh nhân sử dụng thêm cái Lama vô ở thời điểm đó thì thậm chí là bệnh nhân vẫn nhập viện cấp cứu đặt nội khí quản luôn. Ca cô đó là 4 lần đặt nội khí quản do hen cấp, và triệu chứng lúc nào cũng có, lúc nào nghe phổi cũng có ran hết, và đã kiểm tra cũng tất tần tật hết rồi, kể cả CT nữa cũng làm hết, kiểm tra tim mạch. Mà cô này cũng còn khá trẻ, hen thì từ nhỏ cũng khá rõ, và đã kiểm soát những cái yếu tố dị ứng, làm test dị ứng luôn, kiểm soát được những cái yếu tố dị ứng của bệnh nhân, nhưng bệnh nhân vẫn không kiểm soát, và lúc đó thì cũng là phải sử dụng thêm cái ICS hoặc Moteron khi cần. Và lúc đó tại vì mình cũng không còn cái giải pháp nào khác, thuốc sinh học thì bệnh nhân không có điều kiện tiếp cận. Thì đúng là khi sử dụng thì bệnh nhân có giảm triệu chứng, và tới ngày hôm nay là 2 năm rồi bệnh nhân cũng chưa nhập viện vì đợt cấp. Dạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của dì Hương ạ. À, như vậy thì theo khuyến cáo của Kina 2021 thì cái trường hợp này có vẻ là một cái trường hợp hen khá là nặng. Sau khi mình đã loại trừ và mình chấp nhận rằng là bệnh nhân này đã tuân thủ điều trị rất là tốt rồi thì coi như đánh giá cái người này là hen nặng. Thì xin nhờ chị Hương chia sẻ thêm về các cái vấn đề mình phải xử trí ở trên một bệnh nhân hen nặng như thế nào ạ? À? Đầu tiên là nếu mà mình đã xác định là hen nặng, thứ nhất là mình phải phân biệt cái hen không kiểm soát và hen nặng. Hen không kiểm soát rồi và hen nặng như hồi nãy tôi có trình bày á, hen không kiểm soát, hen nặng là nó làm tập hợp con của cái hen không kiểm soát. Thì chúng ta thấy là hen không kiểm soát mà trước đây người ta kêu là Gina bậc 4 bậc 5, bây giờ người ta bỏ rồi, người ta chỉ để là Gina, bỏ cái bậc 4 bậc 5 trong cái định nghĩa mà hen nặng hoặc là hen khó trị, ta bỏ rồi mà người ta thay thế vào đó là một cái hen mà chúng ta cần phải điều trị tăng cường với ICS cộng ICS la 3 liều cao á, thì ta sử dụng cái định nghĩa đó thay cho cái Gina bậc 4 bậc 5. Và người ta sẽ phân là hen không kiểm soát và hen không kiểm soát và hen có khó trị. Hen khó trị thì thêm một đặc điểm nữa là vẫn không kiểm soát được triệu chứng mặc dù đã sử dụng tới cái liều cao ICS là 3, mặc dù đã điều trị tăng cường rồi. Và hen khó trị, đó là hen khó trị. Và thêm một nữa là hen nặng. Hen nặng thì thực ra nó chỉ chiếm 3,7% trong những cái dân số của bệnh nhân thôi, 3,7%, trong khi 24% là hen chúng ta phải điều trị tăng cường. Hen khó trị là chiếm khoảng 17 và hen nặng chiếm 3,7. Thì trước khi chúng ta đi vào cái hen nặng khó trị là chúng ta phải đảm bảo được, lúc nào người ta cũng nhắc chúng ta là chúng ta đã điều trị tăng cường với liều cao ICS la 3 rồi, bệnh nhân đã tuân thủ rất là tốt rồi, chúng ta kiểm soát được tất cả những cái yếu tố khác rồi mà bệnh nhân vẫn không kiểm soát được, thì lúc đó chúng ta sẽ phải đánh giá bệnh nhân thêm những cái vấn đề khác, là chúng ta phải tối ưu cái hóa cái điều trị của bệnh nhân.
Và đặc biệt là chúng ta cũng có thể xem xét tới những cái điều trị, ví dụ chúng ta có thể sử dụng ICS thay thêm vào cái điều trị của chúng ta. Thay vì chúng ta sử dụng corticoid thì chúng ta có thể thêm vào cái điều trị ICS liều cao. Rồi sau ta chúng ta sẽ đánh giá đáp ứng. Có nghĩa chúng ta sẽ phải qua rất là nhiều bước, nếu là hen nặng chúng ta phải qua rất là nhiều bước. Bước 1 là khẳng định chẩn đoán, 2 là tìm những yếu tố nguy cơ, 3 là chúng ta phải tối ưu hóa cái điều trị của chúng ta, là giáo dục bệnh nhân kỹ năng xịt thuốc rồi tối ưu hóa cái điều trị luôn. Ví dụ chúng ta có thể thêm lama, và chúng ta phải thêm lama hoặc là kháng tự thể leukotriene, hoặc chúng ta có thể thử dùng ICS liều cao. Chúng ta đánh giá lại cái đáp ứng của bệnh nhân 3 tới 6 tháng rồi chúng ta lúc đó chúng ta mới đánh giá bệnh nhân này thực sự có phải là hen nặng hay không và kiểu hình gì. Và một cái kiểu hình mà thường gặp, chúng ta cũng thường gặp trên thực hành lâm sàng, đó là kiểu hình viêm TH2. Thì chúng ta phải đánh giá có kiểu hình này không dựa vào những yếu tố, ví như là bạch cầu ái quan trong máu. Rồi sau đó chúng ta mới quyết định là kiểu hình đó là kiểu hình nào, có phải tăng TH2 hay không. Rồi chúng ta lúc đó chúng ta mới xem xét những cái điều trị sinh học. Chắc bác sĩ Chi cho thêm cái slide vậy. Thì nếu mà biểu hình TH2 thì chúng ta phải có cái đánh giá cái tình trạng viêm của bệnh nhân, ví dụ chúng ta dựa vào bạch cầu ái toan trong máu như thế nào. Thì bạch cầu ái toan trong máu trên 150 con trên mm khối, và hoặc và có thể có thêm, hoặc là thêm một cái đó thôi, là FeNO trên 20 ppb, và hoặc bạch cầu ái toan trong đàm, thì bạch cầu ái toan trong đàm chúng ta có ít làm, và hoặc hen dị ứng với dị nguyên. Đó, chúng ta phải có những điều kiện để xác định bệnh nhân này có viêm TH2 hay là không. Viêm kiểu viêm TH2 nhiều á, để chúng ta đánh giá tiếp là xem xét điều trị sinh học. Và điều trị sinh học này là điều trị sinh học nào. Rồi bác sĩ Chi tiếp cái bệnh án của bác sĩ Chi. Em cảm ơn chị Hương ạ. Thì trong trường hợp này như mình thấy là cũng khá là nhiều quý bác sĩ mình đề nghị là phải khảo sát thêm các bệnh động mắt, hay là phải làm thêm các cận lâm sàng khác. Cũng như qua phần chia sẻ của chị Hương là trong trường hợp này chúng ta cần phải đánh giá cái kiểu hình của bệnh nhân, xem trong trường hợp này có đúng là viêm qua TH2 hay không, để mà mình có thể quyết định thêm những cái điều trị khác sau khi mình đã điều chỉnh tất cả những cái yếu tố có thể điều chỉnh, ví dụ kỹ thuật khích xịt, hoặc là các bệnh động mắt, mọi thứ mình đã coi như là đã kiểm soát tốt rồi. Thì nếu như thực sự là kiểu hình viêm qua TH2 thì chúng ta sẽ có thể có thêm những cái điều trị khác chuyên biệt cho hen hơn. Thì trong trường hợp này bệnh nhân của mình được làm FeNO, thì FeNO là đến 22 đến 52, rất là cao, mặc dù bệnh nhân này đã đang xài ICS liều trung bình rồi, nhưng mà FeNO là tới 52. Và bệnh nhân này cũng được làm cái test dị ứng nguyên, thì thấy là bệnh nhân này qua cái test dị ứng nguyên, test lấy da, thì thấy dị ứng lông chó, lông mèo, mạc nhà và cây bông gạo. Còn định lượng IgE thì IgE toàn phần là 134.8 nanogram trên ml, đổi ra là 56.2 đơn vị trên ml. Đó. Rồi thì và bệnh nhân này đồng thời cũng được làm cả cái eosinophil trong máu. Bệnh nhân này được làm nhiều lần eosinophil trong máu, ngay cả từ thời điểm 2018 đã được làm. Thì eosinophil trong máu lúc nào cũng ở ngưỡng cao, 280, 300, 340, chứ không có tụt xuống thấp bao giờ. Thì trong trường hợp này mình thấy là có vẻ như bệnh nhân này có nhiều cái dấu chứng thấy rằng là đang viêm qua TH2 hơn là viêm không qua TH2. Thì cái câu hỏi đặt ra là liệu rằng là bệnh nhân này có thích hợp để sử dụng các cái chế phẩm sinh học hay không, sau khi mà mình đã điều chỉnh một cách tối ưu, và kể cả sau khi mà mình sẽ chỉnh qua cái liệu pháp gọi là SMART, tức là đổi thành ICS Phosphoterone 2 nhát nhân 2 cộng với lại cắt cơn khi cần. Như vậy thì liệu rằng là sau khi mình điều chỉnh như vậy, nếu bệnh nhân vẫn còn không đáp ứng nữa, thì bệnh nhân này có thích hợp để sử dụng thuốc sinh học hay không? Thì một trong các thuốc sinh học mà hiện có ở Việt Nam mình thì chỉ có cái omalizumab thôi. Thì em xin phép chị nói về phần đó thôi. Thì cái tiêu chí để đáp ứng dùng anti-IgE đó là bệnh nhân có tình trạng dị ứng đã được xác định qua test lấy da hoặc là đo IgE đặc hiệu. Thì cái này mình có làm test lấy da. Cái IgE toàn phần trong huyết thanh, cân nặng phù hợp trong mức điều trị, thực ra cái này IgE nó không có cao nhiều, nó chỉ ngay cái ngưỡng có thể điều trị thôi, chứ nó không có cao giống như là mình nghĩ là dưỡng nặng nề lắm thì nó phải cao dữ dội, nhưng mà không thì nó ngay cái ngưỡng mấp mé dưới. Và có được cấp trong năm qua, thì trường hợp này là trong năm qua sau khi điều trị như vậy thì không có ghi nhận được cấp nữa. Nên là trong trường hợp này có thể chúng ta còn có thể phải vẫn phải trì hoãn, chứ chưa chắc là chúng ta cần phải dùng liền cái thuốc chế phẩm sinh học ở trong trường hợp này. Thì như vậy thì
À, xin phép là em sẽ có một cái phần họ có hỏi tiếp theo, đó là đối với trường hợp mà hen này mà mình đã có những cái cận lâm sàng ủng hộ cho mình qua cái viêm qua TH2 như vậy thì mình sẽ lựa chọn điều trị tiếp theo cho bệnh nhân mình là như thế nào? À. Rồi. Thì cảm ơn quý bác sĩ mình đã tham gia các cái lựa chọn ở đây. Thì ở đây mình có các cái lựa chọn như là chúng ta sẽ giữ nguyên ICF hoặc Motrin duy trì như vậy và cắt cân như vậy và cộng thêm tiotropium như đã được điều trị và cân nhắc thêm thuốc sinh học. Còn có thể có những cái lựa chọn như là chúng ta đổi sang liệu pháp SMAC và cũng có những lựa chọn là vừa đổi sang liệu pháp SMAC vừa cân nhắc thuốc sinh học. À, thì cái lựa chọn như thế nào là tùy mỗi quý bác sĩ của mình cũng như là mình sẽ xem xét cái hướng của bệnh nhân đáp ứng như thế nào sau khi mình điều trị cân nhắc cái nguồn tài nguyên hiện có ở tại Việt Nam mình cũng như là cái khả năng kinh tế sẵn có chứ không phải là mình lúc nào cũng lựa chọn theo được đúng như guideline hướng dẫn. Thì như vậy thì em xin tổng kết lại cái ca lâm sàng thì đây là một cái ca bệnh nhân hen ban đầu chỉ dùng thuốc giãn phế quản thôi và không hề được điều trị duy trì tình trạng tắc nghẽn rất là nặng. Thì sau khi mà bệnh nhân được điều trị bắt đầu điều trị duy trì với là budesonide hoặc motrin duy trì và SABA để cắt cơn thì triệu chứng có cải thiện nhưng mà chưa kiểm soát và còn đợt cấp. Thì sau đó bệnh nhân được thêm vào cái tiotropium và kháng thụ thể leukotriene đồng thời vẫn duy trì cắt cơn bằng SABA thì thấy rằng là chức năng hấp có cải thiện và triệu chứng vẫn đã có cải thiện và lúc này là hết đợt cấp. À, tuy nhiên là triệu chứng vẫn còn ở mức không kiểm soát thì bệnh nhân này được thực hiện thêm các xét nghiệm thì chứng tỏ là có viêm qua TH2 thì hiện tại thì triệu chứng vẫn còn hen thì chưa kiểm soát triệu chứng dù là đã hết đợt cấp rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ chuyển đổi điều trị tiếp theo như thế nào, ra làm sao? Thì ở đây thì mình có nhiều cái lựa chọn, một trong những cái đó là mình sẽ có thể đổi sang liệu pháp SMAC để hy vọng rằng là với cái tình trạng viêm qua TH2 như vậy mình thêm liệu pháp SMAC thêm một phần nào đó kháng viêm cho bệnh nhân hơn nữa để hy vọng rằng bệnh nhân kiểm soát được mức triệu chứng tốt hơn. Và về mặt xem xét thuốc sinh học thì mình sẽ cân nhắc sau khi mà mình đã đánh giá lại tất cả mọi thứ giống như là các chuyên gia của mình, các thầy cô của mình đã đang bàn luận ở đây. Thì em xin kết thúc cái ca lâm sàng mình ở đây và rất là cảm ơn thầy cô của mình, người quý chuyên gia của mình đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích. Thì trong cái phần panel số trước á đã có những cái câu và ở đây thì đây là một cái chương trình đào tạo y khoa trực tuyến cho nên mình sẽ có cái câu hỏi vaccine để mà cấp cái semi thì em xin phép được chuyển qua phần câu hỏi để mình cấp semi ạ. À, thứ nhất là theo quý bác sĩ thì chẳng phải không thấy. Dạ, thì theo quý bác sĩ Gina 2021 đưa ra khuyến cáo điều trị thì dựa trên cơ sở nào? Thứ nhất là dựa trên nghiên cứu RCT, nghiên cứu quan sát hay là phân tích meta-analysis. Thứ hai là đối với các liệu pháp mới thì thường cần ít nhất là hai cái RCT và phê duyệt từ cơ quan quản lý. Và lựa chọn thứ ba là cả hai câu trên đều đúng. Câu hỏi thứ hai là thông tin cập nhật nào trong Gina? Thông tin cập nhật nào trong GINA 2021 mà bác sĩ có thể thấy là ảnh hưởng nhất đến thực hành lâm sàng? Câu hỏi thứ ba là theo khuyến cáo GINA 2021, thuốc cắt cơn ưu tiên cho hen từ bậc 3 đến bậc 5 là thuốc nào? Và câu cuối cùng là theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi của Bộ Y tế 2020 thì thuốc cắt cơn ưu tiên cho hen từ bậc 3 đến bậc 5 là thuốc nào?
Em xin cảm ơn quý thầy cô và đồng nghiệp mình đã có những cái câu trả lời cho cái phần cung cấp semi. Thì tiếp theo phần tiếp theo sẽ là những cái câu hỏi mà có các bạn có gửi lên đây cho ban tổ chức, thì em xin được phép đọc câu hỏi và nhờ chia sẻ của cô cũng như của chị Hương ạ. Câu hỏi thứ nhất là em xin nhờ chị Hương trả lời là em thưa cô, trong đợt cấp hen thì thở máy không xâm nhập có vai trò gì không ạ? Chỉ định thở máy khi nào? Gina có khuyến cáo gì không về vấn đề này ạ? Cảm ơn rất là nhiều cái câu hỏi của bạn. Thì cho tới ngày hôm nay thì chúng ta biết là thở máy không xâm nhập đúng là cái lựa chọn gần như là hàng đầu ngoài cái điều trị bằng thuốc trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta nhớ là trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Còn thở máy không xâm nhập thì họ rất là ít được đề cập cũng như là chưa có những cái bằng chứng là rõ ràng trong đợt cấp hen. Hen là chúng ta biết là first choice là bệnh nhân phải được cái cung cấp oxy, đặc biệt là phải có thuốc kháng viêm sớm và thuốc giãn phế quản sớm cho bệnh nhân. Cái đó là điều trị bằng thuốc cho bệnh nhân là phải điều trị sớm. Còn cái thở máy không xâm nhập vai trò nó cũng không có được đặt ra mà chúng ta phải tối ưu hóa. Có nghĩa là khi vào đợt cấp là bệnh nhân vừa có hiện tượng tăng viêm đường thở, vừa có hiện tượng co thắt đường thở. Mục tiêu của chúng ta phải làm sao để cho việc điều trị bệnh nhân kháng viêm sớm nhất, thuốc giãn phế quản sớm nhất cho bệnh nhân. Còn thở máy không xâm nhập thì có vai trò nhiều trong đợt cấp CD mà cái vai trò của nó cũng không có được rõ ràng trong đợt cấp hen. Chúng ta phải nhớ phân biệt hai trường hợp đó, ngoại trừ trường hợp bệnh nhân có những cái yếu tố nào đồng mắc hơn, đồng mắc kèm với đợt cấp hen mà bệnh nhân có những yếu tố đồng mắc, ví dụ bệnh nhân có suy tim hoặc là bệnh nhân có vừa hen vừa CVD thì lúc đó nó mới có vai trò. Dạ, em cảm ơn chị Hương ạ. Thì theo theo chị thì trong trường hợp thí dụ bệnh nhân vô một cái đợt cấp hen mà khá là nặng tới mức mà ứ CO2 luôn và bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, thì trong trường hợp này thở máy không xâm nhập của mình có vai trò gì không ạ? Thường cái sinh lý của cái đợt cấp hen nó sẽ khác với đợt cấp CD đó. Thì nếu mà chúng ta phát hiện sớm, chúng ta điều trị sớm thì chúng ta sẽ có thể ổn định được cái tình trạng bệnh nhân. Còn để tới ứ CO2 thì cái tình trạng nó quá nặng rồi. Tình trạng quá nặng rồi và chúng ta phải xem xét lại cái chẩn đoán của chúng ta cũng như những cái can thiệp khác. Thế còn để tới ứ CO2 trên bệnh nhân hen thì đúng là quá nặng. Dạ. Đa số từ trước tới giờ bao nhiêu năm làm bệnh viện Gia Định rồi, cũng phải gần 30 năm. Tôi cũng chưa từng đặt nội, chưa từng mà phải sử dụng thở máy không xâm nhập cho bệnh nhân hen hết. Và chúng ta còn rất là nhiều biện pháp điều trị thuốc, đặc biệt là giãn phế quản. Đặc biệt là giãn phế quản phải cái liều tương đối cao và cũng như corticoid sớm, corticoid toàn thân cũng như đồng hoạt và những cái cơn hen nặng thì chúng ta phải thêm cái corticoid đường điều trị phun khí dung nữa. Và chúng ta vẫn có những cái biện pháp khác, ví dụ chúng ta có thể thêm cái phối hợp vừa cái SABA vừa cái SAMA nữa cho những bệnh nhân hen nặng hoặc là những cái magnesium phát nữa. Chúng ta có những cái biện pháp điều trị bằng thuốc chứ tôi chưa có một trường hợp nào cần phải thở máy không xâm nhập hết, mà nếu nặng quá thì có khi là phải thở máy xâm lấn rồi. Nhưng mà đối với bệnh nhân hen thì thở máy xâm lấn nó cũng ra cộng với những cái điều trị khác thì cũng ra nhanh lắm chứ không phải như bệnh nhân suy đi. Ngoại trừ bệnh nhân có những cái bệnh mạch mắc khác thôi. Dạ. Em xin cảm ơn chị Hương đã có cái chia sẻ về cái vấn đề là thở máy ở bệnh nhân hen, thở máy không xâm lấn hay là xâm lấn ở bệnh nhân hen mà vô cơn hen như thế nào. Thì câu hỏi tiếp theo đó là một câu hỏi về vấn đề sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Em xin phép nhờ cô chia sẻ đó là dạ em cho vậy thì nhân tiện chị Hương đang 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 nói thì em xin phép có một cái câu hỏi khác của một cái bạn khác gửi, đó là cô cho em hỏi là trong nghiên cứu năm 2020 cô Hương vừa trình bày thì sử dụng corticoid đường uống dài hạn sẽ ảnh hưởng đến eosinophil trong máu, vậy cô cho em được làm rõ trong nghiên cứu các bệnh nhân này đã sử dụng corticoid trong thời gian là bao lâu mà trong nghiên cứu có báo cáo là dài hạn ạ?
và những bệnh nhân này sử dụng corticoid lúc đang bị hen bậc mấy, bậc 3, bậc 4 hay bậc 5. Và nếu gặp ca như vậy thì xin cô Hương chia sẻ kinh nghiệm lúc đó bác sĩ cần làm thêm gì để khẳng định mức thực sự của eosinophil máu của bệnh nhân đó để hướng kiểm soát hen nặng bậc 5 tốt nhất. Cái câu hỏi này có lẽ là cái câu hỏi mà eosinophil trong máu là một cái câu hỏi mà rất là nhiều đồng nghiệp chúng ta quan tâm, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta khi mà bạch cầu ái toan trong máu nó còn bị ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là bệnh nhân có cái những cái nhiễm ký sinh trùng thì những cái câu hỏi về bạch cầu ái toan trong máu cũng rất là nhiều. Thì chúng ta biết rằng bạch cầu ái toan trong máu nó cao, có thể là chúng ta nếu mà sử dụng corticoid toàn thân có thể là 2 tuần chúng ta đã thấy là nó có thể nó tăng rồi, đó là trên thực hành lâm sàng đó. Chúng ta thấy là đã có thể nó tăng rồi, và hiện nay thì cái điều trị corticoid toàn thân thì nó cũng không còn nhiều nữa, ngoại trừ những cái ở thành phố thôi, tôi chỉ nói thành phố thôi, ngoại trừ bệnh nhân mà người ta tự mua thuốc hoặc là ở những vùng xa xôi khi chúng ta những cái hen khó chúng ta không có cách tiếp cận nào khác thì chúng ta đành chấp nhận là chúng ta phải sử dụng corticoid đường toàn thân kéo dài thôi. Nếu còn chúng ta thấy là thực tế lâm sàng chúng ta phải sử dụng 2 tuần là có thể đã tăng rồi. Dạ, em xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Hương. Ở đây thì vì thời gian của mình có hạn cũng khá là nhiều câu hỏi gửi về ban tổ chức cho nên nhưng mà em xin phép được mình lựa chọn một số câu hỏi điển hình ở đây để nhờ thầy cô mình chia sẻ thêm. Thì em xin phép hỏi cô Lan là cho em hỏi với ca lâm sàng đang trình bày bệnh nhân đáp ứng kém với thuốc giãn phế quản, tại sao chẩn đoán là hen trung bình nặng mà không phải là COPD ạ? Cái bệnh sử thì nó đã khá rõ rồi đó, tức là bệnh nhân thì bị hen từ nhỏ, rồi mẹ và em thì bị hen luôn, và bệnh nhân có viêm mũi dị ứng, và mỗi khi mà gặp lạnh thì lên cơn. Thì như vậy đó là mình sẽ, và nhưng mà các bạn phân vân là tại vì các bạn thấy là FEV1 trên FVC lúc nào nó cũng dưới giới hạn dưới LLN và các bạn không thấy có đáp ứng với giãn phế quản. Nhưng mà thật sự ra đó, lúc nào chúng ta tới ngang đây thì lúc nào cũng có câu hỏi phân vân như bạn hỏi, tức là tại sao là gọi là hen mà không gọi là COPD. Thì COPD là một yếu tố rất là quan trọng, là bệnh nhân phải có tiền sử phơi nhiễm, tức là bệnh nhân hoặc là bệnh nhân hút thuốc lá hoặc bệnh nhân làm việc mà có môi trường yếu tố nguy cơ thì ông này là thợ chụp hình. Cho nên là một cái điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ phân biệt là bệnh nhân này là hen nặng chứ không phải là bệnh nhân COPD. Thì cái điều này nó rất là quan trọng, và nếu mà mấy bạn vẫn còn phân vân nữa đó thì chúng ta nên làm tiếp một cái xét nghiệm khác nữa, đó là đo khả năng khuếch tán qua màng phế nang mao mạch. Thì theo tôi dự đoán nếu mà ông này được đo đó thì DLCO của ông sẽ rất là cao, lớn hơn 100%. Đó là một cái đặc điểm của những bệnh nhân hen để cho các bạn khẳng định. Thì câu hỏi của bạn là câu hỏi quan trọng, là tại vì giữa hen và COPD thì cái cách điều trị, cách tiếp cận và dự hậu nó rất là khác nhau. Và qua những cái thông tin này thì tôi vẫn nghĩ là ông này bị hen nặng thôi. Và nếu mà bệnh nhân có khả năng thì mình sẽ thêm cho bệnh nhân cái điều trị omalizumab, tại vì là những cái yếu tố có dị ứng và IgE thì nó cũng đã cao rồi, và đồng thời mình đã thất bại với cái bộ ba rồi thì mình nên rất chuyển qua omalizumab. Thì nếu mà bác sĩ đi tiếp tục điều trị thì nên điều trị theo hướng này để xem kết quả nó như thế nào, và tất cả những yếu tố mà để dùng omalizumab thì đều thuận lợi đối với bệnh nhân này. Xin hết. Dạ, em xin chân thành cảm ơn cô. Thì đúng là đồng cũng rất là đồng ý với cô là ca này là một cái người hen nặng thôi vì bệnh sử rất là rõ ràng và người ta cũng đã cố gắng tìm COPD nhưng mà không có. Cái thứ hai là em nghĩ là chắc cái bạn này đó đang nhầm là đáp ứng giãn phế quản, là ý ý của bạn này đang hỏi là mình phải đáp ứng những giãn phế quản ở tại thời điểm. Nhưng mà thực sự thì trong cái phần chẩn đoán của Gina người ta cũng đưa ra là ta không bắt là mình ngay một cái thời điểm phải đáp ứng giãn phế quản liền tăng lên 12% và 200 ml mà mình có thể theo dõi qua thời gian thì rõ ràng
ca này theo thời gian đáp ứng dần dần dần. Thì em nghĩ cái đó là một yếu tố rất quan trọng của mình chẩn đoán cái ca này là một cái hen. Còn một câu hỏi tiếp theo nữa đó là hen là cơ chế dị ứng kháng nguyên đáp ứng kháng thể thì có dùng kháng histamine kèm theo được không ạ? Nếu có xin cô Lan cho biết là nên chọn gì? Thì các bạn thấy ở trong các cái lưu đồ của Gina thì các bạn thấy là đều không có cái vai trò nào của histamine, antihistamine được đưa ra trong một bệnh nhân hen thuần túy. Nhưng mà rõ ràng là bệnh nhân này thì có viêm mũi dị ứng, cho nên cái điều trị đầu tay là vẫn là antihistamine. Nhưng mà ở đây là các bạn đã được sử dụng luôn cả cái corticosteroid đường đường mũi rồi. Thành ra là nếu mà bệnh nhân hen đơn thuần, không có vấn đề về viêm mũi dị ứng thì không có chỉ định của antihistamine. Mà nếu mà bệnh nhân có viêm mũi dị ứng thì các bạn cũng có thể điều trị viêm mũi dị ứng đi kèm. Mà antihistamine thế hệ mới là nền tảng. Và nếu mà mình thất bại thì mình có thể thêm anticoagulant hoặc là lên mức mạnh nhất là corticosteroid xịt mũi. Và nếu mà bệnh nhân mà nặng như vậy đó thì cũng nên cho đi khám tai mũi họng, bởi vì nhiều khi là bệnh nhân có luôn cái polyp mũi đó. À, xin hết. Dạ, dạ em rất là cảm ơn cô đã có những cái chia sẻ về các cái vấn đề hen, về dị ứng cũng như là các cái vấn đề của Gina 2021 cũng như sự chia sẻ từ chị Hương. Thì vì thời gian có hạn cho nên là mình không còn nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi. Thì thì em xin phép được dừng cái ghi cái số 3 ở đây và mình sẽ giới thiệu tiếp theo là số 4. Thì sắp tới mình sẽ có số 4 với cái chuyên đề là quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, những cái điểm cập nhật chính từ ATS 2021 với sự tham gia của các chuyên gia như phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Hồi, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Anh và với điều phối viên là thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Hạnh ạ. Và số mình sẽ gặp vào thứ 6 mỗi cuối tháng. Dạ em xin cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi ạ.